Get your fucking hands up. Tiên nghịch, chương 281 đến 290, mảnh nhỏ trọng điểm. Sắc mặt nam tử áo xám lập tức kịch biến, tái nhợt, cắt không còn ra máu, chán toát ra mồ hôi lạnh. Vương Lâm ánh mắt âm trầm, bàn tay co lại, như thể bóp nát bọt khí ngọn lửa bên người nam tử áo xám vốn là ảm đạm ngọn lửa lập tức toàn bộ tắt ngấm gã áo xám điên cuồng hét lớn một tiếng lập tức thân thể thuấn di xuất hiện ở ngoài lốc xoáy đồng thời bay thẳng vào bên trong lốc xoáy lúc này hắn nghĩ chỉ có tiến vào tiên giới toái phiến có lẽ mới là đường sống duy nhất nhưng tốc độ du hồn nhanh hơn trong một khoảng khắc vô số du hồn ầm ầm chui vào trong cơ thể hắn toàn thân hắn run rẩy kêu lên thảm thiết từ giữa không trung ngã xuống bình đài thân thể không ngừng co rúm cuối cùng khí tuyệt bỏ mạng dần dần toàn bộ thân thể huyết nhục mất hết trở thành một bộ xương khô trên người hắn một đám du hồn vui sướng chui vào vương lâm ánh mắt chợt lóe tâm niệm khẽ nhúc nhích du hồn bốn phía đồng loạt bay trở về tiến vào trán vương lâm rồi biến mất lúc này nam tử từ cự ma tộc kia cười ha hà tiến lên vài bước lớn tiếng nói đạo hữu vì cớ gì mà ngươi biến thành chật vật như vậy ngay cả nguyên anh kỳ tu sĩ cũng nổi lên lòng tham đối với ngươi vương lâm liếc mắt nhìn người này một cái nhẹ nhàng bâng quơ nói tiên giới toái phiến sụp đổ nam tử cư ma tộc lập tức ngẩn ra hai mắt lộ ra vẻ kỳ dị nói đạo hữu trốn thoát từ sự sụp đổ của tiên giới toái phiến sao mới vừa nói xong hắn liền cười khổ nghĩ mình vừa nói lời vô nghĩa vì thế ôm quyền nói đạo hữu tiên giới toái phiến sụp đổ có thể chạy ra kể cũng không là kẻ đầu đường xó chợ tại hạ là cư ma tộc rất hổ bội phục không biết xưng hô đạo hữu như thế nào. Vương Lâm lắc đầu, nói, may mắn mà thôi, tại hạ tàng ngưu, nhớ tới cảnh tượng toái phiến sụp đổ. Vương Lâm không kìm nổi có chút sợ hãi, nếu không liều lĩnh nuốt vào tiên khí kết tinh, sợ là hắn đã vùi thây ở đó. Tàng ngưu, sất hổ suy tư một chút, bỗng nhiên hai mắt dừng lại, nói, đạo hữu có phải là người của gia tộc tàng thị trong ngũ cấp thu chân quốc thiên hồn quốc ở Nam Bộ của Chu Thước Tinh không? Vương Lâm ngẩn ra, lắc đầu không nói. Sắt hổ suy nghĩ hồi lâu, toàn bộ Chu Tước Tình, tu sĩ bậc cao họ Tằng cũng chỉ có Thiên Hồn Quốc mà thôi. Tuy đối phương không thừa nhận nhưng hắn cũng không nói tự mình tu luyện, xem ra Tằng Ngưu này chắc là một đệ tử được bồi dưỡng trung tâm của ngũ cấp tu chân quốc nào đó. Nếu không, y mà là người của tứ cấp tu chân quốc, vậy hắn tự nhiên không thể không biết. Phải biết rằng Cư Ma tộc chẳng qua chỉ là tứ cấp tu chân quốc mà thôi, tất nhiên là có chút chú ý tới các thiên tài trong các tu chân quốc cùng cấp bậc. Thái độ của Sắt hổ lập tức thay đổi, chẳng qua với tu vi của hắn, tự nhiên sẽ không biểu lộ ra. Tàng huynh, có thể lại gần một chút để nói chuyện không? Sất hổ do dự một chút, bỗng nhiên nói. Vương Lâm ánh mắt bình tĩnh, nhìn người này, hơi gật đầu. Sất hổ lập tức tiến tới cạnh Vương Lâm, tay phải tùy ý vung lên, lập tức hình thành một quầng sáng. Vương Lâm bình tĩnh, âm thầm phòng bị. Tàng huynh, ngươi và ta cùng đến từ Chu Tước Tinh, xin trợ giúp một tay. Sất hổ đi thẳng vào vấn đề, nói, gì cơ? Sắt Hổ huynh có chuyện gì, cứ nói đừng ngại." Vương Lâm cười nói. Sắt Hổ cắn răng một cái, xuất ra một chiếc ngọc giản, ném cho Vương Lâm, nói: "Đạo hữu xem là biết." Vương Lâm tiếp nhận ngọc giản, thần thức đảo qua, mặc dù hắn rất có định lực nhưng vẫn lộ vẻ xúc động. Trong ngọc giản này là một bộ hình ảnh thần niệm ghi chép lại, bên trong là một nơi chim hót líu lo, non xanh nước biếc, cực kỳ tráng lệ. Còn thấy rõ nhất là một chỗ đầm nước. Phía trên đầm có một khối quan tài bằng ngọc thạch trên quan tài cắm ba thanh kiếm tiên vương lâm nhìn bộ kiếm này cực giống với thanh kiếm trên tay hải cốt lúc ở trong động phủ hai mắt vương lâm co rụt lại nếu hắn không nhìn lầm quan tài bằng ngọc thạch kia không ngờ hoàn toàn đều là tiên ngọc tạo thành đồng thời phía trên đầm nước còn nổi lơ lửng thực vật như chàng hạt hiển nhiên cũng không phải là đồ bình thường vương lâm trầm mặc một chút trả ngọc giản cho sất hổ trầm mặc không nói tăng huynh nhiều năm trước một người trong cự ma tộc tiến vào tiên giới sau đó vô ý xâm nhập nơi đó nơi đó có tiên thú bảo vệ đồng thời còn có vô số cấm chế với sức một người hắn đã không dám manh động chỉ lặng lẽ ghi chép rồi truyền sau đó quay trở lại sất hổ nhìn vương lâm hạ giọng nói cách nhiều năm nơi đây sợ là đã sớm có người phát hiện rồi vương lâm trầm ngâm một chút nói không có khả năng đó tăng huynh nơi đây ta dám cam đoan sẽ chưa có ai phát hiện xin tăng huynh thứ lỗi nguyên nhân thì tại hạ hiện tại không tiện nói ra sất hổ cười nói Vương Lâm trầm mặc một lúc rồi nói, chỉ có hai người chúng ta thế này thì sợ rằng rất khó thành công. Sất hổ mỉm cười nói, hai người ngươi và ta có lẽ không đủ nhưng ta có hẹn thêm một người nữa. Ba người cùng đi, tự nhiên độ chắc chắn sẽ tăng lên không ít. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, việc này tại hạ không thể trả lời ngay được, để ta suy nghĩ mấy ngày đã. Sất hổ gật đầu nói, điều đó là đương nhiên. Như vậy đi, nếu như Tàng Huỳnh đã suy nghĩ thông suốt thì một tháng sau, đến chỗ trong bản đồ ngọc giản này tập hợp. Nếu một tháng sau mà Tàng Huynh không đến, Tại Hạ sẽ không chờ đợi. Nói xong, hắn xuất ra một khối ngọc giản đưa cho Vương Lâm. Vương Lâm nhận lấy nhìn qua, ngọc giản này rất giống với vật truyền tống của Đại La Kiếm Tông. Đều là vật thiết yếu để mở ra truyền tống trận. Chẳng qua mặt trên của nó, những mảnh nhỏ bên trong chỉ có một chỗ sáng hẳn lên. Cầm chiếc ngọc giản này, khi tiến vào lốc xoáy thì có thể lựa chọn địa điểm. Tàng Huynh, Tại Hạ chờ đợi sự tham gia của Huynh sắt hổ liên ôm quyền, xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại, bước vào trong lốc xoáy, thân ảnh dần tiêu biến. Vương Lâm thu hồi lại ngọc giản, khoanh chân ngồi xuống, xuất ra cấm phiên, rung lên, chùm cả bốn phía lại. Hắn ngồi trong màn xương đen, nhắm hai mắt lại, nguyên thần từ đỉnh đầu chậm rãi chui ra. Hai tay hắn bấm quyết, lộ ra vẻ thống khổ. Dần dần, một viên tiên khí kết tinh to bằng hạt gạo từ mi tâm của nguyên thần dần bị hắn bức ra. Sau khi kết tinh này từ mi tâm của nguyên thần xuất hiện, nguyên thần lập tức trở nên uể hoài, dường như chỉ cần làn gió nhẹ thổi qua cũng có thể tiêu tan, chậm rãi chìm vào bên trong thân thể vương lâm. Hồi lâu sau, vương lâm mở hai mắt ra, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi. Viên tiên khí kết tinh kia bị hắn cầm trong tay, nhìn thoáng qua một chút rồi thu vào trong túi chữ vật với tu vi của vương lâm. Căn bản là không thể dung hợp được tiên khí, càng không nói đến tiên khí kết tinh. Tiên khí này là bảo vật mà chỉ sau khi hóa thần tu sĩ đạt đến hậu kỳ, trùng kích lên anh biến kỳ thì mới có thể thử hấp thu mà thôi. Có thể nói, ở Chu Tước Tinh, sở dĩ không có nhiều anh biến kỳ thì nguyên nhân trọng yếu chính là do tiên khí rất thưa thớt. Dù sao, không phải tất cả các tu sĩ đều có cơ hội tiến vào tiên giới để thu được tiên khí. Ở một số đại phái có lịch sử vạn năm thì có lẽ còn có tàng trữ tiên khí kết tinh. Nhưng mấy thứ này chỉ có những nhân vật thiên tài của môn phái hoặc những trưởng lão của môn phái mới có tư cách sử dụng với một số lượng nhất định. Có ít anh biến kỳ tu sĩ nên cũng hiếm có vấn đỉnh kỳ tu sĩ. Nếu không đạt tới hóa thần hậu kỳ mà đã cố dung hợp tiên khí thì đối với tu sĩ mà nói, vật ấy không phải là báu vật mà là độc dược. Vương Lâm cười khổ. Nguyên thần của hắn bị tổn hao khá nghiêm trọng. May mà hắn có du hồn, sau khi cắn nuốt một ít, nguyên thần đã khôi phục được một chút. Hắn vỗ túi chữ vật, trong tay xuất hiện một vật. Đó là một khối ngọc thạch màu trắng, trên đó truyền ra trận trận tiên khí. Thần thức của Vương Lâm đảo qua, lập tức phát hiện cái gọi là tiên ngọc này thực tế cũng không khác biệt gì nhiều so với linh thạch. Chẳng qua linh thạch phát ra linh khí còn tiên ngọc này lại phát ra tiên khí. Vương Lâm biết, sau khi đạt đến anh biến kỳ, ngoại trừ lĩnh ngộ ý cảnh ra thì không thể thổ nạp thiên địa linh khí được. Tiên khí này chính là một vật rất trọng yếu. Do đó, có càng nhiều thứ này càng tốt. Vương Lâm biết mức độ quý báu của tiên khí nhất là khối tiên ngọc trong tay này. Nếu đặt ở Chu Tước Tinh, chắc chắn sẽ tạo ra một tai họa lớn, thậm chí Chu Tước Quốc cũng sẽ ra tay cướp đoạt. Sau khi nhìn thoáng qua, Vương Lâm đem khối ngọc này thu hồi lại. Lần hành trình đến tiên giới này, tuy nguyên thần hơi chút hao tổn nhưng thu hoạch cũng rất phong phú. Vương Lâm thở sâu, hai mắt chớp lên, lại xuất ra một vật khác từ trong túi chữ vật. Vật ấy chính là một thanh thiết phiến màu vàng ở trước ngực thi hài kia. Tôn Lôi từng nói thiết phiến này là một cái tiên khí phòng ngự, nhưng nháy mắt khi vương lâm cầm lấy vật ấy lập tức phát hiện ra nó không thể là tiên khí được lúc ấy hắn không có nhiều thời gian để nghiên cứu lúc này khi đã thu xếp ổn thỏa thần thức hắn lập tức khẽ động tiến hành tra xét nháy mắt khi thần thức hắn dung nhập vào trong thiết phiến trong đầu hắn ong lên một tiếng làm hắn hơi chút choáng váng ngay sau đó từng đạo tin tức dũng mãnh nhập vào trong não hắn hồi lâu sau hai mắt vương lâm lộ ra vẻ hoảng sợ nhìn chăm chăm vào thiết phiến ánh mắt không ngừng chớp lên hiện tại hắn có thể xác định nếu những gì vừa biết được là thật thì thiết phiến này có lẽ chính là vật có giá trị nhất trong ba vật này thiết phiến này giống như một cái ngọc giản trên đó ghi chép phương pháp luyện chế một loại gọi là xạ thần xa dựa theo miêu tả trên thiết phiến chủ nhân của khối hài cốt kia tự xưng là thiên bảo thượng nhân người này sau khi bay vào tiên giới đã đem toàn bộ tinh lực đặt vào việc luyện chế pháp bảo đối với tu luyện thì không có chút hứng thú nào trên thực tế sở dĩ hắn có thể cố gắng đạt được tu vi vừa đủ thỏa mãn yêu cầu để phi thăng tiên giới chính là vì có thể sống lâu thêm vài năm nhờ đó hoàn thành lý tưởng vĩ đại của cuộc đời mình đó là chế tạo ra một loại pháp bảo có uy lực lớn nhất trong thiên địa tuy nhiên đáng tiếc là lý tưởng này của hắn theo đại nạn trong tiên giới mà tiêu tán cả đời hắn nghiên cứu chế tạo ra xạ thần xa nhưng cuối cùng cũng không vừa lòng vì thế phong ấn tại trong động phủ ngay một khắc trước khi đại nạn của tiên giới diễn ra hắn rời khỏi động phủ chuẩn bị thu thập thêm một ít tài liệu để thử chế tạo lại nhưng đáng tiếc lần này vừa ra chính là sinh ly tử biệt trước khi hắn chết không muốn nghiên cứu của cả cuộc đời mình bị đoạn tuyệt hậu thế nên lưu lại thiết phiến để lại cho người có duyên phát hiện ra trong thiết phiến người này không chút giữ lại đem phương pháp chế tác xạ thần xa mà hắn cũng chưa hoàn toàn vừa lòng viết ra cũng lưu lại địa chỉ của động phủ khiến cho người có duyên phát hiện ra thiết phiến này nhất định phải đến đó lấy xạ thần xa này ngoài ra nếu có năng lực thì lại tiếp tục nghiên cứu thêm vương lâm thở sâu phương pháp chế tác chiếc xạ thần xa này cực kỳ phức tạp chỉ riêng nói về tài liệu tuyệt đại đa số đều là vật đã tuyệt tích dĩ nhiên không có khả năng chế tác lại lần nữa tuy nhiên trong miêu tả của thiên bảo thượng nhân vương lâm nhận ra rằng trong động phủ của hắn còn lưu giữ một chiếc xạ thần xa vương lâm cũng có chút động tâm trầm ngâm một lát hắn đứng lên thu hồi lại cấm phiên cất bước đi lên bình thai phía trên lốc xoáy mấy người trên bình thai khi thấy vương lâm đi đến đều rời ánh mắt đi chỗ khác tu vi của những người này đều là nguyên anh kỳ bọn họ không dám tiến vào lốc xoáy mà là tính toán ở lại chỗ này chờ có tu sĩ bị thương đến đây thì tiến hành cướp bóc vương lâm cũng không thèm liếc mắt nhìn bọn người này phi thân tiến vào lốc xoáy ở trong lốc xoáy thân mình vương lâm không ngừng trầm xuống quá trình này hai mắt hắn đều mở to ra dựa theo ghi chép trên thiết phiến động phủ của thiên bảo thượng nhân ở phía tây của tiên giới nhưng hiện tại tiên giới đã bị vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ không biết động phủ của người này có còn ở chỗ cũ nữa hay không đã bị tiền nhân phát hiện ra hay chưa thân thể của vương lâm không ngừng trầm xuống ở một phiến nhỏ tại phía đông cả người hắn rơi xuống mặt đất sau khi liếc mắt nhìn về bốn phía thân mình vương lâm lập tức bay lên không trung lên cao hơn nữa đi vào bình thai bên trên lốc xoáy sau đó hắn lại tiến nhập lốc xoáy không chút dừng lại mà lập tức hạ xuống thêm mấy lần nữa rốt cục vương lâm cũng hạ xuống một mảnh ở phía tây dựa theo miêu tả của thiên bảo thượng nhân động phủ của hắn hình như ở phía dưới ngọn núi có hình hổ. Sau khi hạ xuống phiến nhỏ này, thần thức của hắn đảo qua nhưng không thấy ngọn núi hình hổ nào. Hắn trầm ngâm một chút, tuy rằng tiến hành tìm kiếm rất khó khăn nhưng hắn cũng không từ bỏ, vẫn cẩn thận tìm kiếm ở trong mảnh nhỏ này. Hắn cũng nhìn thấy hai tên tu sĩ đang không ngừng đánh giá lẫn nhau, không động thủ mà đi lướt qua nhau. Nhiều ngày sau, Vương Lâm vẫn không có chút thu hoạch nào, lại bay lên không. Sau đó hắn lại hạ xuống lốc xoáy lần nữa mấy người ngồi trên bình thai nhìn vương lâm cứ xuất nhập không ngừng đều đoán ra đoán non nhưng không một ai dám liều lĩnh tiến lên hỏi một ngày nọ vương lâm lại từ lốc xoáy hạ xuống nơi hắn tới không phải là phía tây mà là bên cạnh phía đông sau khi rơi xuống đất hắn thầm than một tiếng nếu là cứ như thế này thì không biết đến ngày tháng nào mới có thể tìm kiếm hết một lượt toàn bộ các mảnh nhỏ phía tây hôm nay động phủ của thiên bảo thượng nhân thật sự thật khó mà tìm ra được lúc hắn đang muốn rời đi bỗng nhiên phía trước chuyển đến hai đạo pháp lực giao động chỉ thấy hai bóng người một trước một sau đang nhanh chóng bay đến người phía trước ngoài thân hắn có rất nhiều đám mây đen chạy nhanh như gió phía sau hắn có một nam tử áo trắng cầm một cây quạt trong tay khuôn mặt hiện lên vẻ cười lạnh lúc này người đang chạy trốn phía trước phát hiện ra vương lâm lập tức hướng về chỗ hắn bay tới trong miệng lập tức hô lớn đạo hữu cứu ta với sắc mặt của nam tử áo trắng kia trở nên âm trầm gấp cây quạt trong tay lại giơ tay lên chỉ về phía trước lập tức trong hư không xuất hiện một bàn tay khổng lồ hướng về người kia chụp đến người kia lập tức biến sắc dường như không thể né tránh được nháy mắt đã bị bàn tay khổng lồ kia bắt được nhưng quỷ dị chính là ngay khi bàn tay khổng lồ kia chạm đến thân thể người này lập tức hóa thành vô số tiểu trùng từ kẽ hở lập tức tản ra ở ngoài trăm trượng trước người vương lâm người kia thuấn di xuất hiện vương lâm ngưng thần nhìn tới Nhận ra người này chính là thiếu niên có ánh mắt khát máu cũng đến từ Chu Tước Tình như hắn, giờ khắc này, vẻ mặt hắn rất âm trầm. Sau khi hiện thân, hắn hơi do dự, không tiếp tục chạy trốn nữa mà là xoay người lại phía nam tử áo trắng đang đuổi theo phía sau. Nam tử áo trắng đánh giá Vương Lâm một lúc, ôm quyền nói: "Đạo hữu, việc này không có quan hệ với ngươi, mời ngươi rời đi cho." Thiếu niên kia lập tức nói: "Đạo hữu, người này đoạt tiên khí kết tinh của ta." nếu ngươi trợ giúp ta tiêu diệt người này thì khối kết tinh kia ngươi một nửa ta một nửa hai mắt của thanh niên áo trắng kia nhíu lại cười lớn nói thật là vớ vẩn rõ ràng là ngươi đoạt đồ của ta vương lâm nhớn mày hắn không muốn tham dự vào việc này không nói hai lời thối lui mấy bước rồi hướng về phía xa xa bay đi thiếu niên kia biến sắc lập tức đuổi theo vương lâm trong miệng hô lớn đạo hữu mong ngươi hãy nể tình đồng hương chu thước tinh giúp ta lần này sắc mặt vương lâm trầm xuống quay ngoắt đầu lại quát cút việc của hai người các ngươi đừng đem tại hạ liên lụy vào nếu còn đi theo đừng trách tại hạ vô tình ánh mắt của thiếu niên kia lộ ra vẻ độc ác tay phải vung lên lập tức ném về phía vương lâm một khối tiền khí kết tinh to cỡ hạt gạo say đó thân mình hắn lóe lên hướng về phía xa xa nhanh chóng bay đi ngươi đã không muốn giúp đỡ vậy thì đem tai họa dẫn đến trên người ngươi cùng lắm thì lão tử không cần đến kết tinh kia nữa ánh mắt của thanh niên áo trắng chợt lóe lên buông tha cho thiếu niên kia mà chuyển ánh mắt nhìn về phía vương lâm nhanh chóng bay đến vương lâm cũng không thèm liếc mắt nhìn kết tinh kia một cái tay phải nhẹ nhàng bắn ra vật ấy lập tức bay về phía thanh niên áo trắng kia người này sững sờ lúng túng dừng lại ôm quyền nói đa tạ tại hạ là tư mã vân của quỳ thủy phái không biết đạo hữu là tằng ngưu vương lâm nói xong xoay người hướng về phương xa bay đi hắn tính toán sau khi tìm kiếm một phen, lần nữa trở lại lốc xoáy lại thử thêm mấy lần. Nếu vẫn không thể tìm được động phủ kia thì chỉ có thể từ bỏ mà thôi. Tăng đạo hữu, tại hạ đã tìm kiếm nơi này mấy ngày, cũng không thấy có tiên khí nào, không cần lãng phí thời gian nữa. Không biết người có tiên giới chuyển tống điểm không? Nếu có thì chúng ta có thể trao đổi một phen. Thanh niên áo trắng cao giọng nói. Vương Lâm tiến lên một bước, xoay người, cẩn thận đánh giá tu vi của thanh niên áo trắng này hắn là hóa thần sơ kỳ, nhưng nhìn uy lực của pháp thuật vừa rồi cũng biết là không hề đơn giản. Vương Lâm hơi trầm ngâm, khẽ vỗ túi chữ vật, lập tức trong tay xuất hiện truyền tống ngọc giản của Đại La Kiếm Tông. Hắn vừa truyền linh lực vào, phía trên ngọc giản liền xuất hiện một bức họa. Trên đó đại bộ phận đều ảm đạm, nhưng có hơn 30 mảnh nhỏ phát ra màu sắc rực rỡ. Thanh niên áo trắng cẩn thận nhìn thoáng qua, rồi cũng xuất ra một khối ngọc giản từ trong túi chữ vật ra. Dưới sự dung nhập của linh lực, một hình ảnh không sai khác nhiều lắm cũng xuất hiện, trên đó có hơn 20 điểm sáng lấp lánh. Vương Lâm nhìn thoáng qua, lập tức nội tâm khẽ động, trong những mảnh nhỏ của đối phương có đến 5 chỗ thuộc về phía Tây. Tăng Đạo Hữu, bản đồ của ta có 21 chỗ, có 8 chỗ trùng với của ngươi. Nhưng chỗ trùng lập thì không tính, ngươi xóa đi một ít để chúng ta trao đổi. Ngươi thấy sao?" Thanh niên áo trắng nói. Vương Lâm không nói lời nào, xuất ra một khối ngọc giản trống, ngưng thần sao chép lại. Một lát sau, phục chế một số lượng tương đương chuyển tống điểm so với đối phương rồi nhìn về người kia. Thanh niên áo trắng lúc này cũng đang cầm khối ngọc giản sao chép, một lát thì xong. Hai người đồng thời ném ngọc giản ra, đều cùng đưa tay chụp lấy chiếc của đối phương. Tăng đạo hữu, nếu sau này có cơ hội đi đến toái ngân tinh, tại hạ nhất định sẽ khoản đãi. Được. Vương Lâm gật đầu nói. Tại hạ cáo tử. Tên tiểu súc sinh kia dám đoạt vật của ta. Tại hạ tất nhiên sẽ không để hắn chạy thoát. Thanh niên áo trắng mỉm cười, ôm quyền nói rồi thuấn di rời đi, biến mất tại chỗ. Vương Lâm trầm ngâm một chút, cầm ngọc giản vừa trao đổi, mở bản đồ ra, điểm vào một mảnh nhỏ ở phía tây, trước người hắn lập tức xuất hiện một truyền tống trận. Vương Lâm bước vào, nháy mắt đã biến mất. Trên một mảnh nhỏ ở phía tây, nơi đây có một ngọn núi, nguyên bản nó cũng có hổ hình nhưng lúc này, ngọn núi khổng lồ này đã bị chia làm hai phần. Vương Lâm lơ lửng giữa không trung, ánh mắt lặng lẽ nhìn ngọn núi này. Ở trên mảnh nhỏ thứ ba thuộc về phía tây trong ngọc giản của thanh niên áo trắng kia rốt cục tìm được ngọn núi hổ hình này. Từ bên ngoài nhìn vào, tuy có chút trên lệch với miêu tả của thiên bảo thượng nhân nhưng cơ bản cũng không sai biệt nhiều lắm. Thân mình Vương Lâm khẽ động, hướng về phía ngọn núi bay đi. Sau khi bay quanh ngọn núi một vòng, Vương Lâm dừng chân ở một chỗ trên núi, đã tìm được nơi có động phủ của thiên bảo thượng nhân. Nhìn động phủ này, sắc mặt Vương Lâm không khỏi trầm xuống. Vách ngoài của động phủ đã tan hoang lắm rồi, trên đó còn lộ ra dấu vết của pháp thuật oanh kích hiển nhiên nhiều năm trước đã bị người ta phá hủy vương lâm dừng lại bên ngoài động phủ một chút rồi bay vào động phủ này không lớn trong đó trống trơn không có gì cả vương lâm cười khổ tốn bao nhiêu công sức mới tìm ra chỗ này đáng tiếc là đã chậm một bước nhưng ngay lúc đó ánh mắt hắn trở nên ngưng trọng bên trong động phủ có chín gian thạch thất lúc này đã hoàn toàn trống trơn nhưng ánh mắt của vương lâm nhìn vách tường của gian thạch thất lớn nhất ở chính giữa hai mắt lộ vẻ trầm tư trong thiết phiến của Thiên Bảo thượng nhân có ghi chép tỉ mỉ phương pháp mở ra động phủ của hắn và cũng cho biết động phủ của hắn có 10 gian thạch thất. Gian thạch thất thứ 10 mới chính là gian chứa xạ thần xa. Nơi này chỉ có 9 gian thạch thất, sao lại là 10 gian? Vương Lâm nhướng mày, thần thức tản ra, quét ra bốn phía thật lâu, cũng không phát hiện ra gian thạch thất nào bị che giấu cả. Vương Lâm tiến lên vài bước, đi đến sát vách tường, đưa tay lên sờ sờ vào mặt trên, chỗ tiếp xúc lạnh lẽo, cũng không thấy có gì lạ thường hắn trầm ngâm một chút, vỗ túi chữ vật, thiết phiến màu vàng kia lập tức xuất hiện trong tay. Chỉ thấy ngay sau khi xuất hiện, thiết phiến bỗng nhiên lóe ra hào quang chói mắt, từ bên trong nó truyền ra cảm giác cực nóng. Nội tâm Vương Lâm khẽ động, buông tay ra, đem thiết phiến ném về phía trước. Lập tức hào quang từ thiết phiến càng sáng chói hơn, dần dần, không ngờ nó bắt đầu tan ra, nhưng cũng không thấy có chất lỏng rơi xuống mà là biến thành một làn khói nhẹ, tạo thành hình một cây nấm. Nhưng trong làn khói hình nấm này có một bóng người hư ảo dần ngưng thật thành hình một người có dáng vẻ tiên phong đạo cốt diện mạo anh tuấn tuy không nói gì nhưng vẫn toát lên một vẻ uy nghiêm ánh mắt vương lâm chợt lóe lên lui về phía sau vài bước hai mắt vẫn lặng yên nhìn tới sau khi hiện ra người có dáng vẻ tiên phong đạo cốt này lập tức bấm quyết đánh ra một đạo ánh sáng màu vàng về phía vách tường toàn bộ động phủ vang lên âm thanh ầm ầm không ngờ bắt đầu trầm xuống dưới mặt đất dưới chân rung lên vương lâm vẫn bình tĩnh đánh giá xung quanh một lúc lâu sau Vách tường không trầm xuống nữa, chỉ thấy phía bên trong vách tường bất ngờ xuất hiện một cửa vào phát ra ánh sáng màu tím hồng. Hai tay của người kia biến đổi, tạo ra một cái thủ ấn cổ quái, điểm về phía cửa và màu tím hồng kia, sau đó cả người chậm rãi tiêu tán. Ngay cả thiết phiến kia cũng hoàn toàn biến mất. Vương Lâm thở sâu một hơi, nhìn không chuyển mắt vào cái cửa màu tím hồng kia. Nếu tính cả cái này thì động phủ này nhất thời đã có đến 10 gian thạch thất. Ảo ảnh này nhất định là bộ dáng của thiên bảo thượng nhân ngày trước. Thiên bảo thượng nhân này không hổ là cao nhân về luyện khí thuật, động phủ của hắn khẳng định là rất hiếm có. Mặc dù bị người ta phát hiện nhưng cũng rất khó để có thể tìm được gian thạch thất chứa bảo vật chân chính. Vương Lâm thầm nhủ, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, đi đến gần cửa vào màu tím hồng này. Sau khi trầm mặc một lúc, hai tay hắn kết thủ ấn như các động tác của Thiên Bảo thượng nhân vừa rồi, ấn lên trên cửa. Lập tức, cái cửa này động đậy, hướng về hai bên chậm rãi mở ra. Thần thức của Vương Lâm tản ra, hướng vào bên trong đảo qua, lập tức hai mắt hắn sáng lên. Căn thạch thất thứ 10 này cũng không rộng lắm, ước chừng chỉ có khoảng mấy chục trượng mà thôi. Trong này, ngoại trừ một số tài liệu luyện khí để lộn xộn thì chính giữa gian thạch thất là ba quái vật rất lớn. Bảo chúng là những con quái vật rất lớn cũng không quá khoa trương, bên ngoài có rất nhiều gai nhọn dữ tợn đâm ra, trên người lại khoác lên thứ vật chất như là da thú. Trong số những gai nhọn này có một cây ở giữa, to hơn cả một người, trên đó lóe ra hàn mang. Đây gần như chỉ là một bộ phận bên ngoài mà thôi. Bên dưới lại là như một chiếc chiến xa chuyên dùng để công thành. Có bốn bánh xe thật lớn, chiến xa, xe chuyên dụng để chiến đấu. Chiến xa này ước chừng to tầm 10 trượng. Ba chiếc chiến xa này cùng đặt ở chỗ này gần như đã chiếm hết cả gian thạch thất. Nháy mắt khi Vương Lâm bước vào gian thạch thất này, trên ba chiếc chiến xa lập tức xuất hiện ba linh hồn hư ảo. Ba linh hồn hư ảo này còn có bộ dạng dữ tợn còn hơn cả chiến xa. Sau khi biến ảo ra lập tức bắt đầu gào thét. Thanh âm này có tác dụng chấn nhất tâm thần, lại có lực xuyên thấu. Thậm chí ngọn núi này cũng khẽ rung chuyển, làm một số đất đá rơi xuống. Con thú này có cái đầu lớn như một cái chậu, tạo thành một hình tam giác. Thân của nó như thân trâu, cảm giác đầy vẻ bạo ngược. Phía sau còn có một cái đuôi như dao long, cuối đuôi không ngờ còn có những thứ như mắt, miệng và mũi. Nói con thú này có hai đầu cũng không quá đáng. Nháy mắt khi nhìn thấy con thú này, Vương Lâm lập tức lục lọi trong ký ức của cổ thần Đồ Ti tuy nhiên cũng không có ghi chép gì liên quan đến nó. Trong thiên hạ có rất nhiều loài thú, cũng không có gì lạ khi có nhiều loài mà đồ ti cũng không biết. Ba con thú hồn này có bộ dáng đều giống nhau, chỉ khác nhau về kích thước mà thôi. Con thú hồn của chiếc chiến xa chính giữa có hình thể lớn hơn một chút so với hai con hai bên. Sau khi ba con thú hồn này xuất hiện, đôi mắt thật lớn màu đỏ lập tức nhìn chòng chọc vào vương lâm, lộ ra vẻ bất thiện đầy bạo ngược. Chúng gào rít vọt lên phía trước, trước sau tranh nhau táp một cái, muốn nuốt lấy vương lâm thần sắc của vương lâm vẫn như thường ánh mắt rất bình tĩnh nhưng vẫn lui về sau một bước nhìn ba con thú hồn dữ tợn này nháy mắt đã táp tới trên người lập tức xuất hiện vô số thiết liên như những cánh tay những thiết liên này xuyên qua toàn thân của ba con thú khi ba con thú hồn này nhào tới vương lâm khi chúng lao ra ngoài ba thước thì những thiết liên này lập tức lóe lên ánh sáng lập lòe thiết liên sợi xích bằng sắt thép lập tức ba con thú hồn phát ra những tiếng gầm thét đầy thống khổ thân thể bị thiết liên kéo trở lại khóa vào phía trên của chiến xa chỉ có con thú hồn có hình thể lớn hơn ở chính giữa dù bị thiết liên kéo lại nhưng vẫn lao thêm về phía trước được một thước sau đó mới thống khổ bị kéo về nhưng ba con thú hồn này không cam lòng lập tức dãy giụa dữ dội bốn phía động phủ cũng theo đó rung chuyển dường như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ vương lâm ngưng thần tĩnh khí tuy không biết tên của loài thú này nhưng trên thiết phiến của thiên bảo thượng nhân cũng có ghi chép tỉ mỉ chỉ có một số điểm không rõ ràng lắm trên xạ thần xa có thú hồn nhưng bị hồn liên tỏa khống chế, không thể thoát ra quá ba trượng bên ngoài chiến xa. Nhìn ba con thú hồn dãy rủa, hai tay Vương Lâm nâng lên, dựa theo yêu cầu trong thiết phiến, nhanh chóng đánh ra một một thủ quyết cổ quái. Khi pháp quyết này rời tay lập tức biến thành một quang quyển màu đen, quang quyển, vòng ánh sáng sau khi nhìn thấy quang quyển này, ba con thú hồn càng dãy rủa dữ dội hơn. Dần dần, động tác của Vương Lâm càng lúc càng nhanh, quang quyển này cũng ngày càng nhiều. Một lúc sau, thấy rằng cả gian thạch thất đã có hơn trăm quang quyển thì vương lâm quát khẽ một tiếng ánh mắt nhìn chăm chăm vào phía trên chiến xa chính giữa phong lập tức những quang quyển kia hóa thành từng đạo tàn ảnh che kín cả trời đất toàn bộ đều hướng về chiến xa chính giữa thú hồn phía trên chiến xa này lập tức kêu lên một tiếng ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng toàn bộ thân mình nhanh chóng bị co rút tiến vào trong chiến xa theo những quang quyển này lần lượt bao bọc lấy cuối cùng chiến xa đột nhiên khẽ động bay lên giữa không trung trong quá trình bay lên này kích thước của nó cũng dần thay đổi ngày càng nhỏ lại cuối cùng chỉ to như một bàn tay dừng lại trong tay vương lâm lưu luyến thi thể của cô gái vương lâm nhìn qua một chút rồi liền thu vào trong túi chữ vật nếu muốn sử dụng chiến xa này trước hết phải thu phục thú hồn thú hồn cường đại này vương lâm không thể khống chế được nên chỉ có thể sử dụng thủ pháp ghi lại trên thiết phiến tạm thời phong ấn khiến cho nó rơi vào trạng thái ngủ say thực tế thiên bảo thượng nhân cũng không nghĩ đến chiến xa của mình lại bị một hóa thần kỳ tu sĩ đạt được hắn cho rằng chỉ có anh biến kỳ tu sĩ mới đủ tiêu chuẩn có thể miễn cưỡng sử dụng mà thôi sau khi thu lấy chiến xa này ánh mắt vương lâm lại đảo lên dừng lại trên chiến xa bên trái sử dụng cùng một phương pháp đem thú hồn này phong ấn lại cuối cùng trong thạch thất chỉ còn có một chiến xa cuối cùng thú hồn trên chiến xa này có kích thước nhỏ nhất nhưng trước mắt vương lâm cũng không thể thu phục được con thú hồn này nhìn hai đồng bạn của mình lần lượt bị phong ấn thì liên tục phẫn nộ gào thét nếu là thiên bảo thượng nhân năm đó thì nó còn có thể khuất phục nhưng nhìn thấy một tên mà khi mình còn ở trạng thái tốt nhất chỉ cần một táp cũng có thể giết chết làm cho tự tôn của nó quyết không cho phép nó cúi đầu khuất phục vương lâm nhìn thẳng vào con thú hồn này trong lòng cũng không ngừng đấu tranh hắn không biết chính mình có nên đánh cuộc một lần nếu thắng thì có thể tạm thời thu phục được con thú này còn nếu thua thì có chút nguy hiểm trầm mặc một lúc vương lâm sờ sờ vào khu thú quyển trên cổ tay dựa theo lý thuyết mà nói thì nó có thể vây khốn thú hồn này nhưng khi còn sống thú hồn này nhất định là thuộc về một loại tiên thú nào đó do đó khu thú quyển này có thể vây khốn nó được không còn khó nói đó là chưa kể nếu vây trụ được thì bản thân mình có thể chịu đựng được mức độ hấp thu linh lực của nó hay không nữa trầm ngâm một lát vương lâm từ bỏ suy tính mạo hiểm đó ánh mắt hắn chớp lên đánh ra hơn trăm đạo quang quyển màu đen đem cả con thú này và chiến xa phong ấn lại đáng tiếc chính là không biết quy lực của xạ thần xa này như thế nào. Tuy thế, lời nói của thiên bảo thượng nhân rất tự tin, hiển nhiên nó sẽ không quá kém. Hơn nữa phía trên còn phong ấn thu hồn cực kỳ cường đại. Do đó uy lực của chiến xa này chắc chắn sẽ không khiến mình thất vọng. Chỉ đáng tiếc là hiện tại không thể sử dụng. Đáy lòng vương lâm thầm nhủ, ánh mắt đảo qua, dừng lại trên một số tài liệu luyện khí ở bên trong thạch thất. Hắn quét sạch, đem tất cả những vật đó thu hết vào trong túi chữ vật cũng kiểm tra lại một lần rồi mới rời đi. Ở bên ngoài cái cửa màu tím hồng, Vương Lâm dựa theo thủ pháp của Thiên Bảo Thượng Nhân, khiến cho vách tường chậm rãi nâng lên, khôi phục lại nguyên dạng rồi mới đi ra khỏi động phủ. Xạ thần xa này quả nhiên thần kỳ, không ngờ nó không cần linh thạch để sử dụng mà hoàn toàn dựa vào hồn lực của thú hồn dẫn phát. Do đó có thể tiết kiệm được không ít linh thạch. Tuy vậy, chiến xa này nếu thật sự phải dùng đến linh thạch thì sợ rằng chỉ có tiên ngọc mới có thể đáp ứng được nó. Trong khi đang bay đi giữa không trung, trong đầu Vương Lâm không ngừng suy nghĩ. Chỉ là không biết khi xạ thần xa mở ra thì có ảnh hưởng gì đến thu hồn hay không. Dựa theo lẽ thường mà nói thì không thể tồn tại kiểu dùng vô tận mà Thủy Trung không tiêu hao hết nguồn sinh lực. Do đó, chỉ sợ sau khi mở ra chiến xa mấy lần thì thú hồn kia cũng bị thương tổn, vượt quá một số lần nhất định thì chỉ sợ thú hồn cũng tiêu tan. Đáng tiếc việc này thiên bảo thượng nhân vẫn không ghi chép lại vào trong thiết phiến. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đáy lòng suy tính. Chắc là ngày đó, trước khi thiên bảo thượng nhân chết, cũng không còn nhiều thời gian. Không thể hoàn toàn đem tất cả đều ghi chép tỉ mỉ lại. Chỉ có thể chọn một số điều quan trọng để ghi chép lại. Những sự tình có liên quan đến xạ thần xa này còn cần mình nghiên cứu nhiều hơn. Vương Lâm thở sâu, sờ sờ vào túi chữ vật, khóe miệng toát ra một nụ cười vui vẻ. Chuyến đi lên tiên giới lần này, thu hoạch cũng rất phong phú, tuy cũng rất nhiều mạo hiểm. Sợ rằng nếu hơi vô ý tại thời điểm mảnh nhỏ kia sụp đổ, thì hiện tại mình đã bỏ mạng rồi. Câu nói phiêu lưu càng lớn thì thu hoạch càng nhiều quả nhiên chính xác. Do đó, lời mời của sắt hổ cũng phải suy nghĩ cẩn thận. Đang ở giữa không trung, đôi mắt của Vương Lâm không ngừng chớp chớp. Một mảnh nhỏ ở phía nam của tiên giới lúc này có ba người đang ra tay công kích, các loại pháp thuật chấn động tầng tầng lớp lớp. Trên một bình nguyên cách nơi ba người này chừng hơn vạn dặm, có một người đàn ông trung niên đang cầm trong tay một cái hồ lô, vừa uống rượu vừa lắc lắc đầu nói. Đình nhi, không nên gấp gáp, ta sẽ nhanh chóng lấy được tiên ngọc cho nàng. Khiến cho thân thể của nàng ngàn năm vẫn không thay đổi. Người đàn ông trung niên này đúng là người đến từ chu thước tinh giống như Vương Lâm. Hắn vừa uống rượu vừa đi lại trên bình nguyên. Hồi lâu sau, hắn dừng lại, cúi đầu nhìn xuống chỗ dưới chân, ánh mắt lộ ra một tia hồi tưởng, lẩm bẩm nói: "Đình Nhi, nàng còn nhớ rõ nơi này không? Năm đó, chính là ở chỗ này ta đã gặp nàng. Đáng tiếc là hiện tại dĩ nhiên đã cảnh con người mất." Hắn than nhẹ một tiếng, chân phải nhẹ nhàng dẫm xuống mặt đất lập tức cả người trầm xuống, nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Dưới lòng đất hắn vẫn không ngừng trầm xuống. Hồi lâu sau, xuất hiện bên trong một chiếc hang động thật lớn. Bên trong hang động này có một tòa lầu các rất lớn, bên ngoài bị một cỗ chất khí màu xanh bao phủ. Người trung niên này nhấc chân tiến lên một bước, xuyên qua màn chất khí màu xanh này, đi vào bên trong, tiến vào trong lầu các. Lầu các này có ba tầng, bên trong bài trí tương đối đơn giản, không khác gì nhà cửa của một người bình thường nhưng nơi đây có một cỗ không khí trang nhã xuất trần bao phủ bốn phía. Sau khi tiến vào, ánh mắt người này lộ ra vẻ dịu dàng, vuốt về những thứ vật dụng khắp gian phòng, cuối cùng ngồi trên một chiếc ghế, lầm bẩm nói. Đình nhi, năm đó, ta gặp nàng chính là ở nơi này. Đôi mắt hắn hiện lên vẻ yêu thương sâu đậm, từ trong túi chữ vật nhẹ nhàng xuất ra một tòa bảo tháp. Tay phải điểm nhẹ một cái, lập tức một đạo ánh sáng màu trắng từ bên trong chiếu ra. Ánh sáng qua đi, một khối thi thể của một cô gái xuất hiện trong lòng ngực của người đàn ông trung niên này ánh mắt của hắn lộ ra vẻ dịu dàng nhìn vào khuôn mặt của nữ thi này mỉm cười nói nhỏ đình nhi nàng xem chúng ta đã về nhà rồi nữ thi thi thể của cô gái cô gái này có dung mạo cực kỳ xinh đẹp toát lên một cỗ xuất trần giống như tiên nữ trên trời màu da của nàng trắng như tuyết nhưng vẫn thoáng hiện lên nét hồng hào nếu nói nàng vẫn còn sống thì sợ rằng sẽ không ít người vẫn tin tưởng khi nàng vừa xuất hiện không hiểu vì sao, lập tức như dung nhập làm một thể với toàn bộ cảnh sắc của tòa lầu các này. Nơi đây như vốn thuộc về này vậy. Người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô gái, vẻ thâm tình trong mắt càng sâu đậm. Hắn mỉm cười nói, năm đó, ngay lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã biết nàng nhất định sẽ là thê tử của ta cả cuộc đời này. Cái tên đình nhi này nàng có thích không? Đây là danh tự ta dành tặng cho nàng đó. Hắn thì thào nói xong, cúi đầu hôn nhẹ một cái lên trán nữ thi. Ánh mắt lộ ra vẻ thỏa mãn. Vì nàng, ta từ bỏ địa vị trưởng môn, vì nàng, ta không tiếc từ bỏ đồng môn. Đình Nhi, ta không hối hận, thật sự tuyệt không hối hận. Mặc kệ bọn người kia bảo ta là kẻ điên, nhưng ta biết ta không điên chút nào. Người đàn ông vuốt ve khuôn mặt nữ thì hồi lâu sau mới đứng lên. Đình Nhi, chúng ta lên lầu trên xem đi, nơi đó có bàn trang điểm của nàng. Nàng hãy xem chồng nàng trang điểm cho nàng thế nào nhé. Người đàn ông mỉm cười ôm lấy nữ thi đi lên lầu 2. Bên bàn trang điểm trên lầu 2, người đàn ông đặt nữ thi xuống, cầm lấy bút kẻ lông mi, ánh mắt lộ ra thần sắc thâm tình, nói: "Nàng có vui không?" "Đình nhi, ta rất vui." Nàng nói chuyện đi. Sao nàng không trả lời ta, chẳng lẽ nàng không vui sao? "Nàng nói đi. Nàng mau nói đi. Sao nàng không thốt ra lời nào cả?" Thanh âm của người đàn ông càng lúc càng lớn, ném mạnh bút vẽ trong tay, nắm lấy nữ thi lay qua lay lại quát lên làm chiếc bàn bên cạnh tan nát một hồi lâu sau người đàn ông giật mình ôm lấy nữ thi thi thao lẩm bẩm ta xin lỗi đình nhi nàng đừng trách ta nhé ta sai rồi ta không bao giờ quát lên với nàng nữa không ai có thể cướp nàng đi khỏi tay ra ai cũng không thể kẻ nào dám cướp đoạt nàng khỏi tay ta thì ta sẽ giết kẻ ấy giết 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 hắn thở sâu hôn lên đôi môi của nữ thi vài cái mỉm cười nói. Đình Nhi, nàng xem, lầu các này năm đó vốn sắp sụp đổ. Chính ta ra tay dụng lực khiến cho nó vẫn duy trì được cho đến ngày nay. Bởi vì đây là nhà của nàng. À, là nhà của chúng ta mới đúng. Nàng mệt rồi phải không? Vậy nàng nghỉ ngơi đi một chút nhé. Người đàn ông này ôm lấy nữ thì, đặt xuống giường, ngồi bên cạnh nhìn ngắm nàng, vẻ thâm tình dịu dàng hiện lên trong ánh mắt. Đình Nhi, ngay tại thời điểm ta gặp nàng năm đó, nàng cũng nằm như thế này không khác chút nào nàng còn nhớ rõ không năm đó lần đầu tiên ta đến tiên giới nguyên nhân vốn là để đoạt được tiên khí nhưng sau khi gặp nàng ở chỗ này ta chỉ biết nàng chính là thê tử của đời ta ta đã ở trong này bồi tiếp nàng rất lâu hắn nói xong đặt tay lên người nàng vừa vuốt ve vừa nói nàng vẫn hoàn mỹ như vậy rất hoàn mỹ nàng là của ta ai cũng không thể đoạt nàng đi được đình nhi nàng nói đi ta biết nàng cũng thích ta đúng không? So với tiên khí, nàng mới chân chính là báu vật của ta. Người đàn ông trung niên mỉm cười, nằm xuống bên cạnh nữ thi, thi thào nói. Tốt lắm. Đình nhi, chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai, chồng nàng sẽ tiếp tục đi tìm tiên ngọc. Nàng ngủ đi, không phải sợ gì hết, có ta ở đây. Vương lâm phi hành giữa không trung, trong mắt lộ vẻ kiên định. Kỳ hạn một tháng cũng đã sắp đến. Hắn hạ quyết tâm sẽ đi đến chỗ trong lời nói của sất hổ trước không nói đến ba cái kiếm tiền chỉ riêng khối tiên ngọc rất lớn kia cũng đủ khiến hắn động tâm có số lượng lớn tiên ngọc như thế vương lâm tin tưởng rằng ngay sau khi mình đạt đến hóa thần hậu kỳ trùng kích vào anh biến sẽ dễ dàng hơn nhiều đối với vương lâm mà nói anh biến kỳ có ý nghĩa khác biệt đạt tới anh biến kỳ thì tư đồ nam mới có thể thức tỉnh tuy vương lâm bây giờ chỉ là hóa thần sơ kỳ khoảng cách đến hậu kỳ còn rất xa xôi không biết đến tận năm tháng nào mới đạt được nhưng hắn không có gì lo lắng hắn biết con đường tu tiên không thể vội vàng dao động. Nước chảy thành sông, tự nhiên sẽ thành hình. Mặt khác, một số tiên thảo bên trong thủy đàm cũng là nguyên nhân khiến hắn động tâm. Nếu đem những tiên thảo này cho Lý Mộ Uyển thì tất nhiên có thể luyện chế ra một số đan dược cực kỳ hiếm có. Do đó, sau khi ăn vào tu vi của Lý Mộ Uyển chắc chắn sẽ được đề cao. Những loại dược vật như thế, trừ phi công hiệu thật lớn, nếu không Vương Lâm cũng không muốn dễ dàng ăn vào. Dù sao, với tu vi hiện tại của hắn thì cái coi trọng là lĩnh ngộ, sử dụng đan dược không phải là con đường đúng đắn. Tuy nhiên, nếu lấy thảo mộc của tiên giới chế tác ra đan dược thì tất nhiên lại khác. Trong lòng đã quyết tâm, thân mình Vương Lâm không ngừng bay cao, dần dần lao ra khỏi không gian của mảnh nhỏ, hướng về lốc xoáy thật lớn kia bay đi. Tại chỗ lốc xoáy, hắn mở ra ngọc giản là có thể đến được nơi ước hẹn với Sắt Hổ. Giờ khắc này, tại một mảnh nhỏ ở trung tâm của tiên giới, Sắt Hổ của cư ma tộc đang khoanh chân ngồi đó, trước người hắn có một tòa truyền tống trận ánh mắt của sắt hổ vẫn bình tĩnh hắn ngồi ở chỗ này đã bảy tám ngày một số tên thuộc loại đạo trích tiến đến nhưng đều trở thành vong hồn dưới tay hắn hắn ở chỗ này để chờ hai người sắt hổ tin tưởng rằng hai người này nhất định sẽ đồng ý đến như thế chuyến đi lần này hắn mới có bảy thành nắm chắc là thắng lợi trở về hắn tin tưởng sau khi xem qua ngọc giản hai người kia nhất định sẽ động tâm dù sao hấp dẫn như thế bất cứ kẻ nào cũng khó có thể kháng cự lại được cho nên sắt hổ cũng không vội vã. Hai người kia hắn đã chọn lựa kỹ mới quyết định mời tham gia. Người thứ nhất tạm thời không nói đến, dù sao danh khí của hắn cũng thật lớn. Hơn nữa cũng có một chút quan hệ sâu xa với cự ma tộc của hắn. Còn người thứ hai, gọi là Tăng Ngưu, sắt hổ tự nhận bản thân hắn cũng nhìn không thấu được người này. Tuy Tu Vi chỉ là hóa thần sơ kỳ nhưng Thủy Trung Sắt Hổ luôn cảm giác được một tia nguy hiểm từ trên người hắn. Hắn đã suy nghĩ rất kỹ mới quyết định mời đối phương tham gia. Dù sao thực lực càng mạnh thì cơ hội thành công lần này lại càng cao. Còn nếu đối phương muốn giết người đoạt bảo thì Sắt Hổ cũng không sợ hãi. Hắn tự nhận, với tu vi của bản thân cũng đủ để ứng phó với việc đó. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một ngày nọ, trận pháp trước người hắn bỗng nhiên lóe sáng. Ánh sáng ngày một chói lòa hơn, gần như chiếu sáng toàn bộ bốn phía. Nhưng ánh sáng chói mắt này cũng không có ảnh hưởng gì đến rất hổ, hắn nhìn không chớp mắt vào truyền tống trận, đáy lòng thầm nhủ, người đến không biết là ai. Khi ánh sáng đạt đến cực hạn nhất định thì bỗng nhiên tối sầm lại, ngay sau đó một thân ảnh nổi bật từ giữa trận pháp xuất hiện. Tướng mạo của nàng cực kỳ xinh đẹp, nhưng có một vẻ lạnh như băng, khiến người nào nhìn thấy đều phải khiếp sợ một tia khí băng hàn từ phía sau nàng hiện ra, rồi lan tràn ra bốn phía. Thậm chí còn có một mảnh đầy bông tuyết từ trên trời rơi xuống, thoạt nhìn rất kinh người. Ánh mắt Sắt Hổ chợt lóe lên, nội tâm thầm nhủ, là cô ta. Hắn cười vang lên, đứng dậy ôm quyền nói: "Hồng Điệp Đạo Hữu, tại hạ chờ ngươi đã lâu rồi. Người này đúng là thiên chi kiêu nữ của của Tuyết vực quốc." Ánh mắt của nàng lạnh như băng, liếc mắt nhìn Sắt Hổ một cái, đi ra khỏi trận pháp, lãnh đạm nói: "Nếu những gì ngươi nói là giả thì tại hạ nhất định sẽ không bỏ qua." Hai mắt Sắt Hổ hiện lên vẻ tự tin, cười nói: "Hồng Điệp Đạo Hữu hãy cứ yên tâm." ta cũng không giấu giếm thêm nữa, ngọc giả này chính là thủy tổ tập ngữ của cự ma tộc ta ghi lại. Lão nhân gia ngài sẽ không nói dối đâu. Tập tổ. Sắc mặt của Hồng Điệp cũng hơi hỏa hoãn. Tập tổ này chính là tiền bối của sư phụ nàng, có giao tình nhiều đời với nhau. Dù sao ở Chu Thức Tình, những tu chân quốc tồn tại dưới dạng bộ tộc thì chỉ có cự ma tộc và tuyết vực tộc mà thôi. Hai bộ tộc này tự nhiên cũng tương đối thường xuyên qua lại. Có thể nói cự ma tộc là minh hữu của tuyết vực tộc đã là tập tổ tự mình chứng kiến thì việc này tất nhiên sẽ không phải giả. Được, ta sẽ đi với ngươi. Những vật khác ta không cần nhưng chiếc quan tài bằng ngọc thạch kia phải thuộc về ta. Thanh âm của Hồng Điệp quyết đoán. Sất hổ nhớ mày, thầm nhủ Hồng Điệp này cũng quá mức hống hách. Tuy nói hắn cũng không mấy hứng thú với chiếc quan tài bằng ngọc thạch kia nhưng hắn nhất định phải có được ba thanh kiếm tiên kia. Chẳng qua, nếu chỉ có hai người thì còn dễ xử lý, nhưng sau khi hai người chia nhau xong sợ rằng Tăng Ngưu chẳng còn vật nào nữa. Hồng Điệp đạo hữu, việc này sợ rằng không ổn. Dù sao ngoại trừ ngươi và ta còn có một người nữa, hắn cũng sẽ tham dự vào chuyến đi này. Sất hổ trầm ngâm một chút, chậm rãi nói. Sao? Là ai? Sắc mặt của Hồng Điệp vẫn như thường. Bình thản nói. Tàng Ngưu cũng giống như ngươi và ta, đều là đến từ Chu Tước Tình. Sất hổ nói. Đến từ Chu Tước Tình. Hồng Điệp ngẩn ra, nàng nhất nhất nhớ lại bốn người còn lại. Đúng lúc này, Trận pháp phía trước hai người bỗng nhiên lóe lên sáng ngời. Sau khi ánh sáng sáng đến cực hạn thì một thân ảnh cao lớn từ trong truyền tống trận xuất hiện, là hắn. Ánh mắt hồng điệp chợt lóe lên, không nói hai lời lập tức điểm về phía trước. Lập tức một đạo linh quyết màu trắng nhanh như tia chớp bắn đến chỗ truyền tống trận. Ầm, ầm, ầm. Linh quyết giống như sấm đánh chớp giật, mang theo âm thanh bén nhọn lao đến. Bóng người xuất hiện trong trận pháp đúng là Vương Lâm. Vừa mới xuất hiện, hắn lập tức phát hiện nguy hiểm hai chân hắn dẫm mạnh, trận pháp sụp đổ, cả người Vương Lâm như một đạo khói nhẹ lùi về phía sau. Đồng thời khu thú quyển trên cổ tay bị hắn ném về phía trước, phát ra âm thanh chói tai, hóa thành lôi hoa, nháy mắt đã phun ra một lôi cầu thật lớn, nhắm thẳng vào ấn quyết. Đồng thời cánh tay Vương Lâm run lên, cấm phiền xuất hiện trong tay, lập tức vô số cấm khí gào thét xông ra, thanh âm vang xa đến hơn 10 dặm bên ngoài. Hai mắt của Vương Lâm linh hoạt, sắc bén, ở bên trong cấm phiên tập trung vào hồng niệm đi theo một tiếng này cấm khí hình thành một con ác long dữ tợn gầm thét hung hãn sông tới sắc mặt của hồng điệp lạnh lùng chân điểm một chút bay ngược về phía sau đồng thời tay phải lật lên trong tay xuất hiện một bức tượng băng hình dáng bức tượng băng này và vật có hình dạng nhân thủ xà thân năm đó hoàn toàn giống nhau nhưng hai mắt nhắm chặt ngay khi tượng băng này xuất hiện trên đôi mắt nhắm chặt lập tức phát ra ánh sáng màu lam vọt lên phía trước mang theo một đám u hù mang nhân thủ thân rắn đầu người mình rắn, ầm. Ấn quyết màu trắng và lôi cầu va chạm với nhau, kinh khí mãnh liệt bùng nổ, tạo ra khí lãng bay cao hơn nửa thân người, khoách tán mạnh ra bốn phía. Giờ khắc này, u quang màu lam trong đôi mắt của tượng băng lao lên, lôi cầu bị u quang vụt qua, lập tức phát ra thanh âm răng rắc liên tiếp. Theo đó, từ bên ngoài nhanh chóng xuất hiện vô số mảnh băng, lấy tốc độ cực nhanh lan tràn ra. Chỉ trong chớp mắt, giữa không trung, khối lôi cầu đã bị băng che kín hoàn toàn, bên ngoài có màu u lam bên trong có lôi điện màu tím than vần quanh rất đẹp mắt lam quang không hề dừng lại mà lan tiếp ra phía sau lôi oa hừ thảm một tiếng thóp bụng lại muốn phun ra thêm một lôi cầu nữa nhưng khi thân thể nó bị lam quang chiếu lên lập tức bị đông cứng bụng vẫn duy trì tư thế thóp lại nhưng lôi cầu cũng tiêu tán trong bụng nó thậm chí ngay cả ác long hóa thành từ cấm khí lúc này cũng bị lam quang cản lại có dấu hiệu bị đóng băng lúc này đây pháp bảo trong tay hồng điệp có uy lực thật lớn mục đích là muốn vừa ra tay sẽ giết chết Vương Lâm tại đương trường. Công kích của Vương Lâm vừa bị chặn lại, ánh mắt hắn lóe lên, lắc mình hướng về phía sau, đưa tay phải điểm lên mi tâm. Chỉ thấy đạo đạo bóng đen từ trong mi tâm nhanh chóng lao dao, hóa thành một đám du hồn, bắt đầu gào thét bên người Vương Lâm. Vương Lâm nhảy lên phía trước, lơ lửng giữa không trung. Giờ khắc này hắn giống như một ma thần, hai mắt không ngừng chớp lên quang mang rất quỷ dị. Nuốt. Dưới một chữ này, hơn vạn du hồn bên người hắn hóa thành một con ác quỷ gào thét xông tới không màng sinh tử đánh về phía hồng điệp dư âm của lam quang kia đối với du hồn có tác dụng không đáng kể dù sao thân mình của du hồn có khả năng kháng cự nhất định đối với hết thảy các công kích của pháp thuật dừng tay sất hổ lúc này mới có phản ứng nhớn mày lập tức quát lên hồng điệp biến sắc nàng cười lạnh một tiếng thân mình lại lui ra sau du hồn này xông đến dao động mãnh liệt tản ra bốn phía đuổi theo không ngừng hai mắt vương lâm lộ ra sát khí cấm phiên trong tay lại rung lên lập tức mấy chục đạo cấm khí lao ra lần lượt đan sen với nhau cùng một chỗ hình thành một cây trường thương màu đen dưới cái chỉ tay của hắn lại đâm về phía hồng điệp trường thương này như ảo ảnh nhanh như tia chớp theo ngay sau du hồn gào thét xông đến hồng điệp lại thối lui tay phải của nàng ấn lên tượng băng nó lập tức đón gió tăng trưởng nháy mắt đã biến thành một thân hình rất cao to chắn trước mặt nàng nàng quát lớn một tiếng hai con mắt của con thú có đầu người thân rắn trên tượng băng như sống lại quỷ dị mở ra lập tức trên tượng băng bắn ra lam quang cao đến vạn trượng bi lam quang chiếu vào liền có một số trong đám du hồn tiêu tan ngay giữa trời vốn ngang tàng không sợ hãi nhưng giờ đây không ngờ chúng cũng sinh ra một tia sợ hãi do dự không dám tiến lên phía trước thêm nữa nhưng thanh trưởng thương từ cấm khí hóa thành vẫn như tia chấp phá tan lam quang bay nhanh sông tới thân ảnh của vương lâm khẽ động lập tức xông lên phía trước theo sát sau thanh trưởng thương quát lớn hồng điệp ngươi không có mặt chăm sóc cha mẹ trước khi lâm trung chính là bất hiếu những du hồn này thấy vương lâm tự mình tiến lên lập tức không hề lui lại cũng theo sau vương lâm vương lâm như là một con khủng tước màu đen còn đám du hồn như những chiếc đuôi xòe ra tăng thêm khí thế cho vương lâm ngươi vì ham muốn cá nhân mà giết hại cả một môn phái là bất nhân thanh trưởng thương màu đen thế như trẻ tre phá tan từng đạo lam quang kéo theo dao động mãnh liệt tản ra bốn phía không gian xung quanh thậm chí xuất hiện vô số khe nứt. Những khe nứt này khuếch tán, thậm chí còn đem bề mặt núi đá bên dưới xé rách thành từng mảnh nhỏ. Người vô duyên vô cớ nhằm vào ta hạ sát thủ chính là bất nghĩa. Cấm khí bị đóng băng dưới mặt đất lập tức phá băng lao ra, nhanh chóng dung nhập vào bên trong trường thương, khiến nó càng thêm dài ra đồng thời. Khi vương lâm lao tới công kích, cấm phiên trong tay hắn không ngừng nhanh chóng phát ra đạo đạo cấm khí, dung nhập vào thanh trường thương khiến nhan sắc của nó càng thêm đen đặc thành thế càng thêm rung mãnh sư phụ ngươi vẫn còn đó mà ngươi lại tự bán mình cho chu tước quốc chính là bất trung đây là một thương tạo thành sau khi cấm phiên đại thành tập hợp tất cả các cấm khí hiện có mà thành là một thương sắc bén nhất vương lâm từ trên trời lao xuống vô số du hồn như giả thiên tế nhật thanh thế đại trướng một thương này giống như làm bầu trời băng nát lập tức chiếm được thiên thời mặt đất đã bị xé nhỏ vỡ vụn nơi nơi đoạn liệt lúc này hắn đã nắm giữ địa lợi một thương lăng lệ khiến thiên băng địa liệt dù là hóa thần trung kỳ tu sĩ dưới một thương này cũng đổ máu ngay tại trận người bất hiếu bất nhân bất nghĩa bất trung Ngươi tu hành theo con đường nào đạo tâm của ngươi không yên ta muốn coi về sau tu vi của ngươi làm sao mà tăng tiến thân mình của sất hổ không tự chủ được lui về sau mấy bước ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ hắn không nghĩ tới tên tằng ngưu này lại có được một chiêu đáng sợ như thế nhân bảo hợp nhất sất hổ cả kinh hai mắt hắn bừng sáng, lộ ra một tia chiến ý. Nhưng rất nhanh hắn đè nén xuống. Người này nhất định là một nhân vật thiên tài của tầng tộc. Nếu ta không sử dụng trọng bảo của gia tộc sợ là cũng khó tránh được một kiếp dưới một thương này. Tuy nhiên, Hồng Điệp là hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Tên tàng ngưu này quả nhiên là một nhân vật không đơn giản, không ngờ cũng biết trước tiên hủy đi đạo tâm của Hồng Điệp, nhân bảo hợp nhất, người và pháp bảo hợp nhất. Dù sao Hồng Điệp cũng sống ít hơn Vương Lâm đến 400 năm, khả năng nhìn thấu thế sự nhân gian cũng không thể so sánh với những lão quái vật này tâm tính cũng kém hơn không ít những lời nói của vương lâm từng chữ rơi vào trong tai hồng điệp khiến ánh mắt nàng lóe lên trên mặt hiện lên vẻ phẫn nộ thân mình lại lui về phía sau vương lâm không ngừng lao tới hồng điệp cũng không kháng cự chỉ liên tục thối lui kinh nghiệm chiến đấu của vương lâm hơn xa hồng điệp nên thừa cơ truy kích không lưu lại nửa điểm thương xót ánh mắt hồng diệp lộ ra sát khí nồng đậm nàng vốn là thiên tri kiêu nữ của tuyết vực quốc từ khi sinh ra vẫn chưa từng gặp được một màn khó nuốt trôi như thế này trước đây chỉ cần tượng băng vừa hiện ra dù là hóa thần hậu kỳ tu sĩ cảnh giới tương đương với nàng cũng chỉ có thể chạy chối chết mà thôi hơn nữa chu tước quốc cũng khá chú ý đến nàng do đó khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo một thương này của vương lâm không ngờ lại khiến cho nàng có cảm giác sợ hãi uy lực của một thương này cũng không lớn nhưng từ bên trong lại có một cỗ khí tức của một pháp bảo quỷ dị bên trong khí tức này không ngờ còn có một tia uy hiếp của lôi kiếp nhưng dù sao nàng cũng là một hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Giờ khắc này, hai mắt nàng chớp lên, hai tay nhanh chóng bấm quyết, bỗng nhiên điểm lên mi tâm, lập tức phun ra một ngụm tiên huyết, trên trong ngụm tiên huyết này có một đạo ánh sáng màu hồng chợt lóe ra. Ánh sáng màu hồng này vừa xuất hiện lập tức biến thành một đóa hoa hồng kiểu diễm, tươi đẹp. Nháy mắt khi đóa hoa này xuất hiện, tượng bằng trước người nàng lập tức hóa thành một vũng chất lỏng màu lam, vần quanh bên dưới đóa hoa, như là chất dinh dưỡng, lập tức khiến cho đóa hoa này càng thêm tươi đẹp trường thương trước người vương lâm lao nhanh đến ầm một cái điểm vào đóa hoa này lập tức khiến đóa hoa này rơi ra mấy cánh hoa trong khoảnh khắc sắc mặt của vương lâm khẽ biến trường thương của hắn nháy mắt đã tan vỡ khuôn mặt của hồng điệp đỏ hồng lên dị thường nhưng chỉ trong nháy mắt đã tiêu tán vương lâm than nhẹ một tiếng một kích thiên thời địa lợi như thế cũng không thể giết được nàng hóa thần hậu kỳ quả nhiên cường đại nháy mắt khi thân hình hắn lui về phía sau một cỗ vô tình ý cảnh nháy mắt đã bao phủ toàn thân hắn Ngươi là người đầu tiên buộc ta phải sử dụng đến bản mạng pháp bảo. Ngươi có thể nhắm mắt được rồi. Hồng Điệp nhìn chằm chằm và Vương Lâm đang lui nhanh về phía sau. Nghiến răng nghiến lợi, thốt lên từng chữ. Đồng thời nàng vươn cánh tay ngọc ngà của mình ra. Từ trên thân đoá hoa lấy ra một cánh hoa. Dừng tay. Hồng Điệp đạo hữu, Tằng huynh. Hai người các ngươi đều là do ta mời đến. Nếu tiếp tục đánh nhau thì đừng trách tại hạ vô lễ. Sất hổ hét lớn một tiếng, thân mình bay lên không trung. Sất hổ đạo hữu, việc này không phải do tại hạ khơi mào vương lâm thở sâu toàn lực chống cự lại vô tình ý cảnh thanh âm lạnh lùng nói sắc mặt của hồng điệp âm lãnh liếc mắt nhìn sắt hổ một cái nói không có quan hệ gì đến ngươi lui ra sắt hổ biến sắc nhìn chăm chăm vào hồng điệp cười vang lên hồng điệp đạo hữu việc này tại hạ không thể không can dự vào hồng điệp một chữ cũng không thốt ra đẩy đóa hoa trong tay về phía trước đóa hoa này liền chậm rãi bay về phía vương lâm Giờ phút này, mặt đất bỗng nhiên trở nên rung chuyển, thậm chí ngay cả giữa không trung cũng xuất hiện rất nhiều cái khe. Hiển nhiên uy lực của đóa hoa này đã vượt quá sức chịu đựng cực hạn của mảnh nhỏ của tiên giới này. Hồng Điệp, sắt hổ hét lớn, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, vỗ túi chữ vật, trong nháy mắt trong tay hắn xuất hiện một cây cấm phiền. Tay hắn rung lên, cấm phiền thoát ly bay lên không trung. Trong miệng Vương Lâm nhẹ nhàng thốt lên hai chữ, dẫn kiếp, không đến lúc vạn bất đắc dĩ. Vương Lâm thật sự không muốn sử dụng thanh cấm viên này để dẫn thiên kiếp đánh xuống. Nếu là thiên kiếp đánh xuống, trong khi mảnh nhỏ này tan vỡ, Vương Lâm cũng không biết mình có may mắn chạy thoát được hay không. Cấm viên bay lên không, hóa thành một đạo sương mù hình tròn, từ trên trời giáng xuống, bao phủ một phạm vi 10 dặm. Lúc này, trong vòng 10 dặm truyền ra từng trận âm thanh ầm ầm. Hai tay Vương Lâm nhanh chóng biến hóa, hình thành một đạo cấm chế. Chỉ cần ném cấm chế này về phía không trung bên trên, thanh cấm viên này sẽ lập tức đạt được 99 tổ cấm chế, dẫn động thiên kiếp đánh xuống. Hồng Điệp biến sắc, nhìn chăm chăm vào cấm chế trong tay của Vương Lâm, rồi lại nhìn màn xương đen giữa không trung. Trong lòng nàng lập tức nảy lên một tia nguy cơ mãnh liệt. Loại cảm giác này, trước giờ nàng vẫn chưa bao giờ gặp phải. Nhưng giờ khắc này, nàng lại có loại cảm giác nếu là cứ để đối phương tùy ý tiếp tục tiến hành thì hôm nay nàng tất nhiên sẽ phải họa đổ máu. Mảnh nhỏ chồng lên nhau. Giờ phút này, sắc mặt của sắt hổ cũng đại biến cả người lơ lửng giữa không trung ngẩng đầu nhìn thoáng qua màn xương đen đáy lòng than thầm tư nhủ rằng tên tằng ngưu vừa rồi cũng chưa xuất ra toàn lực màn xương đen này có lẽ mới chân chính là trọng bảo bảo mệnh của hắn hồng điệp đạo hữu hai người các ngươi đều là do ta mời đến ngươi nếu vẫn cố ý ra tay chính là đẩy ta vào thế bất nghĩa tại hạ tất nhiên sẽ cùng tàng huynh cùng kháng cự nếu không chết sau khi trở về nhất định bẩm báo chi tiết lại cho tập tổ rất hổ quát nói xong từ sau người sắt hổ xuất hiện một đạo hư ảnh đạo hư ảnh này cao hơn 10 trượng như một viễn cổ cự nhân hai mắt lóe lên ánh sáng dày đặc nhìn chăm chăm vào hồng điệp hồng điệp không khỏi có chút do dự nàng đánh giá phép thuật của tên tàng ngưu này tuyệt không đơn giản hơn nữa hư ảnh phía sau sắt hổ dĩ nhiên cũng đã ngưng thật nếu mình vẫn cố tình ra tay mảnh nhỏ này chắc chắn sẽ sụp đổ nàng do dự một chút tay phải khẽ điểm đóa hoa lập tức dừng lại giữa không trung được sắt hổ hôm nay coi như nể mặt ngươi, không giết người này nữa. Nhưng quan tài bằng bạch ngọc kia phải thuộc về ta. Sất hổ nhớ mày, đang muốn nói chuyện thì ngay lúc này, Vương Lâm cười lớn. Hồng Điệp, ngươi thật sự nghĩ rằng tại hạ không giết được ngươi sao? Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ như cười như không. Giơ cấm chế trong tay lên cao cao nói. Chỉ cần ta bắn ra cấm chế trong tay thì mảnh nhỏ của tiên giới này chắc chắn sẽ tan nát. Hồng Điệp, ngươi có tin hay không? Sắc mặt của Hồng Điệp lập tức trở nên rất khó coi. Tăng Huynh, tại hạ làm chủ. Lần này, hết thảy những gì đoạt được trong lần này, chúng ta sẽ cùng nhau phân chia. Như thế nào? Sất hổ ôm quyền nói. Được. Hết thảy như lời của sất hổ huynh. Vương Lâm mỉm cười. Thực tế nếu hôm nay có thể không dùng đến thiên kiếp thì là tốt nhất. Vật này chỉ có một, hơn nữa sau khi sử dụng, với giới hạn kết cấu của tiên giới này, chính mình cũng rất khó có thể chạy trốn khi nó sụp đổ. Như vậy thì sẽ không ổn. Mặt khác, trong lòng Vương Lâm tính toán sau khi rời khỏi tiên giới, trên chu thước tình, không có những hạn chế như nơi này, mới là thời cơ tốt nhất để kết liễu cô ta. Hồng Điệp đạo hữu, mời ngươi thu pháp bảo lại. Sất hổ quay đầu sang nhìn Hồng Điệp nói. Hồng Điệp hừ nhẹ một tiếng, tay phải triệu hồi, đóa hoa bay trở về, cả đóa hoa hồng biến mất ở chỗ mi tâm. "Tằng Ngưu quay lại chu thước tình, ngươi dám đánh một trận với ta không? Hồng Điệp nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, thốt lên từng chữ một. Vương Lâm cười lớn, cất cao giọng nói phụng bồi cấm chế trong tay bị vương lâm biết một cái tiên tan sạch sẽ con màn xương đen trên bầu trời dưới tâm niệm của hắn cũng ngưng tụ thành hình một cái phễu hóa thành một thanh cấm phiên bị hắn thu lại vào trong túi chữ vật về phần lôi hoa cũng bị vương lâm thu hồi chỉ có điều con lôi hoa này bị thương nghiêm trọng lộ ra thần thái huệ hoài sát khí trong tâm của vương lâm lại thêm nặng hồng điệp nhìn vương lâm một cái thật sâu nàng không thể không thừa nhận người này có đủ tư cách để đánh một trận với mình. Sất hổ âm thầm thở nhẹ một hơi. Nội tâm hắn cười khổ, nếu sớm biết rằng hai người này từng có ân oán, bản thân mình tuyệt đối sẽ không mời bọn họ tới. Hồng Điệp thì cũng thôi nói đến nhưng Tàng Ngưu, với tu vi hóa thần sơ kỳ mà có thể đánh một trận với hóa thần hậu kỳ. Một nhân vật như thế chắc chắn không đơn giản, sau này ở Chu Tước Tinh nhất định sẽ đạt thành tựu xuất sắc, thậm chí được Chu Tước Quốc Thu làm đệ tử cũng không phải là không có khả năng. Tốt lắm, Hồng Điệp đạo hữu, tăng ngưu huy nệ hai người các ngươi đi theo ta nơi ghi chép trong ngọc giản còn cách nơi này một quãng xa sắt hổ thở sâu ôm quyền nói xong thân mình hắn khẽ động bay nhanh về phía trước hồng điệp cũng không ních nhìn thêm vương lâm lần nữa hóa thành một vầng mây đỏ đuổi theo sắt hổ song song bay đi hiển nhiên là không muốn bị bỏ lại phía sau trong mắt vương lâm lộ ra một tia chảo vúng thân mình đi theo phía sau trung quỳ vẫn là đạo tâm không vững trong vòng trăm năm đã hóa thần Tuy nói là kỳ tích nhưng vẫn còn nhiều điều tệ đoan. Về mặt tâm tính vẫn kém hơn không ít. Chỉ có mỗi việc bay đi sao phải tính toán trước sau? Vương Lâm thầm nhủ: Với tu vi hiện tại của ta, đánh một trận với nàng, nếu không vận dụng thiên kiếp lực của cấm phiên thì không thể có phần thắng. Sinh tử ý cảnh của ta rất khó làm dao động được vô tình ý cảnh sắp đạt đến đại thành của cô ta. Nhưng nếu ta đạt đến hóa thần trung kỳ, khi đó sử dụng sinh tử ý cảnh nhất định có thể ảnh hưởng đến cô ta. Dù không vận dụng thiên kiếp lực cũng nắm chắc bảy thành có thể đánh bại cô ra. Sinh tử ý cảnh của Vương Lâm chính là phát triển từ Thiên Đạo Luân Hồi mà ra. Chỉ có điều lấy tu vi hóa thần sơ kỳ bây giờ của hắn không thể đem biến hóa của sinh tử hoàn toàn phát huy ra được, dù sao hắn cũng chỉ mới lĩnh ngộ ra thiên đạo mà thôi. Chỉ khi nào đạt đến hóa thần trung kỳ, sinh tử ý cảnh mới được đề thăng lên một cấp bậc cao hơn. Bằng vào uy lực của ý cảnh này chắc chắn có thể đối kháng lại được vô tình ý cảnh của cô ta. Trước mắt không biết cô ta đã đạt đến độ tách rời ý cảnh khỏi pháp quyết hay chưa. Tuy nhiên, với đạo tâm không vững như thế của nàng thì còn chưa đạt đến cảnh giới đó. So sánh ra, bản thân mình còn tiến nhanh hơn một bước. Vương Lâm thầm nhủ, sau khi đạt tới Hóa Thần Kỳ, Vương Lâm nhận thấy hết thảy công pháp trên thế gian này, ngoại trừ những thần thông cực kỳ thâm ảo ra, dĩ nhiên đã trở nên vô dụng. Hóa Thần Kỳ tu sĩ chỉ cần nhấc tay là đã có thể dẫn phát ra sức mạnh của thiên địa, cho nên vận dụng như thế nào là phải dựa vào lĩnh ngộ ý cảnh của bản thân. Sinh tử ý cảnh biến hóa đa đoan, nếu nói ra thì chỉ là một chữ biến. Tuy nhiên, chỉ một chữ biến này cũng không hề dễ dàng có thể lĩnh ngộ thấu triệt được. Trước mắt, Vương Lâm cũng chỉ mới là nhập môn mà thôi. Chỉ đến khi nào có thể đem toàn bộ ý cảnh, hết thảy những biến hóa đều ẩn chứa, bao quát trong một pháp thuật, sinh tử ý cảnh mới có thể xem như đạt đến đại thành. Vùng hai tay lên, biến hóa sinh tử, sử dụng quy tắc thiên địa, thay đổi luân hồi. Trong khi bay đi, Vương Lâm cần thể hồi tưởng lại một trận chiến vừa rồi với Hồng Điệp rút ra những điều tâm đắc. Ba người không phải hạng người nhàn nhã, tự nhiên tốc độ bay đi rất nhanh. Không lâu sau, dưới sự dẫn đường của sắt hổ, đi đến một mảnh nhỏ khác của tiên giới, ở đó có một ngọn núi lớn. Ngọn núi này có hình dạng như con rồng. Đầu rồng mơ ảo, lúc ẩn lúc hiện trong mây mù, đúng là một nơi như tiên cảnh, rất hiếm gặp. Sắt hổ huynh, vì sao địa điểm trong ngọc giản ghi chép tới đến bây giờ vẫn chưa bị người nào phát hiện ra? Vấn đề này còn cần sắt hổ huynh giải đáp. Vương Lâm liếc nhìn ngọn núi một cái, chậm rãi nói. Sất hồ đang tại giữa không trung, cười nói. Thực không dám giấu, tăng huynh, sở dĩ tại hạ có thể khẳng định như vậy vì địa điểm của mảnh nhỏ mà Ngọc Giản ghi lại không thể từ lốc xoay tiến đến được. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ hứng thú. Ánh mắt hồng điệp cũng trở nên ngưng trọng, nhìn sang phía sất hồ. Sất hồ lại cười nói. Mảnh nhỏ mà Ngọc Giản ghi lại chính là một nơi cực kỳ hiếm có trong tiên giới, trung điệp mảnh nhỏ. Thần sắc Vương Lâm khẽ động, lập tức hiểu ra phần đông các mảnh nhỏ của tiên giới phân liệt không theo quy tắc nào cả chỉ dưới sự cực kỳ trùng hợp một số ít mảnh nhỏ sinh ra cùng chỗ với nhau do đó rất khó bị người ta phát hiện ra mặc dù theo lốc xoáy hạ xuống thì cũng chỉ hạ xuống được mảnh nhỏ thứ nhất bên trên cùng mà thôi ai cũng không ngờ được rằng ở bên dưới mảnh nhỏ đó lại còn có mảnh nhỏ khác theo cách này mà nói thì quả thực có thể đảm bảo không bị ai phát hiện ra hơn nữa dù là từ mảnh nhỏ đầu tiên cũng không phải có thể tùy ý đi vào nơi đó Hoàn cảnh trong đó, căn bản là không thể chế tạo truyền tống trận nên dù có ai vô ý đi vào cũng rất khó lưu lại. Sắt Hổ cười nói, Hồng Điệp cười lạnh nói, năm đó tập tổ đại nhân làm sao mà phát hiện được? Hồng Điệp đạo hữu, việc này liên quan đến một đại bí mật của Cự Ma Tộc, tại hạ không thể tiết lộ được. Hào Quang trong mắt Sắt Hổ chợt lóe lên nói, Vương Lâm nhìn ngọn núi hình rồng này, không nói gì cả. Thân mình Sắt Hổ khẽ động, hướng về phía đỉnh ngọn núi bay đi, rất nhanh ba người đều đi vào khu vực trên đỉnh núi, hạ xuống trên đầu rồng, thần thức của sất hồ đảo qua, nói. Tháng trước, tại hạ đã từng đến đây khảo sát qua, truyền tống trận của nơi đây vẫn được bảo tồn nguyên vẹn. Sau khi tiến vào truyền tống trận, liền có thể đến được nơi gần mảnh nhỏ kia nhất. Nói xong, hắn bước lên, đạp chân xuống một chỗ đất trống, lập tức mặt đất lóe lên một tia sáng, thân hình sất hổ biến mất tại chỗ. Hồng Điệp liếc nhìn Vương Lâm một cái, ánh mắt chớp lên, không nói một lời, tiến vào trong trận pháp đợi cho thân ảnh hồng điệp biến mất vương lâm mới thong thả dẫm chân xuống đi vào trong trận pháp một mảnh nhỏ gần phía nam trong vô số mảnh nhỏ của tiên giới nơi này hoàn cảnh cực kỳ khắc nghiệt có đầy các luồng khí lạnh tàn phá khắp nơi khắp mặt đất đều bị đóng băng khi vương lâm đi ra khỏi trận pháp hắn lập tức nhớ mày nhưng trên mặt hồng điệp lại lộ ra bộ dáng hưởng thụ hiển nhiên đối với nàng nơi này không có gì khắc nghiệt ngược lại thấy rất thoải mái hồng điệp đạo hữu đây là nơi đi thông ra mảnh nhỏ thứ nhất 30 vạn dặm về phía đông là nơi có vạn năm hàn băng. Nơi đó cần thần thông của đạo hữu chống đỡ lại luồng khí lạnh. Vượt qua luồng khí lạnh này chính là hư vô bị tiên giới thôn phệ. Ta có la bàn có thể định hướng được, để chúng ta không bị lạc trong hư vô này. Tăng huynh, hình như ngươi có luyện hồn hồn phách, chính là sử dụng tốt nhất trong hư vô, mong rằng đến lúc đó ngươi có thể xuất ra toàn lực. Vượt qua hư vô, chúng ta có thể tiến vào nơi tầng thứ nhất, hư vô, khoảng không. Dù sao nơi đó không có truyền tống trận, chỉ có cách này mới có thể đảm bảo cho ba người chúng ta tiến vào. Sắt hổ trầm giọng nói. Sau khi nghe xong lời này, đáy lòng vương lâm đã rõ ràng. Tên sắt hổ này tìm mình chính là bởi vì nhìn ra du hồn rất hợp trong trường hợp này. Chắc là trên đoạn đường đến nơi đó, có du hồn trợ giúp sẽ vượt qua một cách dễ dàng. Thân mình của hồng điệp tiến về phía trước, hướng về phương đông xa xa bay đi. Dần dần, thân ảnh ba người đã dần khuất xa. Chẳng qua, sau khi bay được vài dặm, ánh mắt Vương Lâm nhìn lại chỗ vừa rồi, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Đối với ba người mà nói, 30 vạn dặm cũng cần phải tiêu tốn một chút thời gian. Một ngày nọ, ba người đã vượt qua 30 vạn dặm, nơi đây đã là cực đông của mảnh nhỏ. Cách chỗ này không xa, mặt đất như bị xé rách, xuất hiện một đường cắt đứt khác thường. Phía dưới đó là một mảnh hư vô màu đen. Cách đại địa hơn trăm trượng, có một con sông băng màu xanh thẫm, nhìn ngút tầm mắt vẫn chưa hết một phần của nó nối liền với đại địa. Con sông băng mặc dù nối liền với đại địa nhưng nó lại lơ lửng trên khoảng không phía trên đại địa. Vương Lâm nheo mắt nhìn xung quanh, bỗng nhiên nói. Sất hổ huynh, tầng toái phiên thứ nhất có điều gì thần kỳ, hoặc là tồn tại những điểm ngưng tụ khí tiên giới hay không? Nơi đó đã bị tàn phá nghiêm trọng, chắc là không còn tồn tại khí của tiên giới nữa. Hơn nữa tập tổ của tộc ta cũng chưa hề nói có chỗ nào thần kỳ, chỉ là nói tương đối nguy hiểm mà thôi. Sất hổ nói. Nếu đã như vậy tại hạ không hỏi thêm nữa. Vương Lâm quay lại nhìn về phía xa nói. Ánh mắt hồng điệp nhìn Vương Lâm, không nói một lời, nàng khẽ động một cái đã vượt qua khoảng cách hơn trăm trượng rồi nhẹ nhàng đáp xuống trên sông băng. Sắt hổ hít sâu một hơi theo sát đằng sau. Khi hắn vẫn còn ở trên không trung, Vương Lâm cũng tiến về phía trước. Hai người một trước một sau đứng bên bờ sông băng. Trong khoảnh khắc đáp xuống đất, từng luồng hơi lạnh xuyên qua chân tràn vào cơ thể linh lực vương lâm lưu chuyển khiến cho hàn khí lập tức bị đẩy ra nơi đây còn cần đến thuật thần thông của hồng đạo hữu đạo hữu cũng không nên lưu thủ Sắt hổ cười nói hồng điệp không nói một lời bay về phía trước Sắt hổ cười với vương lâm rồi hai người bám theo ngay sát đằng sau suốt đoạn đường tốc độ đi của hồng điệp rất nhanh càng đi về phía trước hàn khí càng dày đặc màu xanh của sông băng cũng càng đậm hơn thỉnh thoảng còn có những cơn gió thổi từ đằng xa tới lạnh buốt như cắt da cắt thịt vậy Ba người đi chưa được bao lâu thì ở điểm tiếp xúc giữa đại địa và sông băng xuất hiện bóng dáng của một người trung niên. Trong tay người đó cầm một cái hồ lô. Sau khi uống một ngụm lớn, hắn lẩm bẩm nói một mình: "Đình Nhi, đợi ta lấy được tiên ngọc thì chúng ta sẽ đi ngay. Ba người bọn họ cũng như ta đến từ Chu Tước tinh địa, nhưng nếu như họ dám tranh cướp ngọc với ta, ta sẽ giết họ." Người này vừa nói, thân mình vừa chậm chậm tiến về phía trước. Ba người Vương Lâm vẫn bay nhanh trên sông băng bỗng vương lâm nhìn thấy đằng xa có một tầng sương mù màu xanh như trực bao phủ cả trời đất nhằm hướng bọn họ bay tới sương lạnh của sông băng có chứa cực băng khí hồng điệp đạo hữu tất cả trông đợi vào ngươi đó ánh mắt sắt hổ chớp động nói hồng điệp không nói một lời vỗ nhẹ vào túi chữ vật lập tức băng điêu bay ra hóa thành một con tuyết tiên cực lớn cao tới hơn chục trượng đứng trước cô ta tuyết tiên băng điêu vừa xuất hiện liền bay về phía trước trong khoảnh khắc làn xương màu xanh đã tới nhưng gặp phải băng điêu đã nhanh chóng tản sang hai bên Băng điêu thế như trẻ che sông vào làn sương rồi mở ra một con đường. Tuyết tiên băng điêu của hồng đạo hữu quả nhiên thần kỳ, tại hạ xin bái phục. Sất hổ cười nói. Ánh mắt vương lâm bình tĩnh, cẩn thận nhìn tuyết tiên băng điêu. Hắn phát hiện có tổng cộng hàng trăm tuyết kim mạch đang di chuyển rất nhanh. Ngoài những đường tuyết kim mạch đó, bên trong còn có không ít những kim mạch ảm đạm chưa khởi động. Vật này nhất định là pháp bảo quan trọng của tuyết vực quốc. Có tác dụng gần giống với vật của tên đầu người mình rắn kia. Vương lâm thầm nghĩ. Ở con đường được tuyết tiên băng điêu vừa mở ra, ba người nhanh chóng đi qua. Làn xương màu xanh càng ngày càng dày đặc. Không lâu sau, từ băng điêu phát ra những tiếng kêu răng rắc và xuất hiện một vết nứt. Hồng điệp trao mày, bấm tay niệm thần chú, điểm lên băng điêu một cái. Lập tức những đường tuyết kim mạch ảm đạm chưa được khởi động trên băng điêu lập tức sáng lên nhanh chóng gia nhập vào đội ngũ đang được vận hành. Được sự bổ sung của tuyết kim mạch, vết nứt trên băng điêu dần biến mất. Toàn bộ băng điêu phát ra từng đợt khí lạnh, u ám. Ở rất xa đằng sau ba người, người trung niên cầm hồ lô vừa uống vừa tiến về phía trước. Làn xương màu xanh bay tới gần thân mình hắn liền bị một trở lực có quanh người ngăn lại. Nếu như làn xương quá dày đặc, người trung niên này liền phun ra một ít rượu trong miệng. Lập tức nó giống như băng tuyết bị chảy ra vậy nhanh chóng tiêu tan. Đình nhi, sư lạnh lẽo của làn xương này không bằng một phần nghìn thân thể ngươi. Thân thể ngươi tốt thật, ôm ngươi trong lòng là ta cảm thấy yên tâm. Mấy ngày sau, làn xương màu xanh dần dần nhạt đi trong mấy ngày qua hồng điệp đã phải ba lần đổi băng điêu càng về sau hơi lạnh của làn xương càng lúc càng đậm thậm chí sau đó còn xuất hiện một làn xương khí màu tím khiến cho băng điêu lập tức vỡ vụn ra đến mức hồng điệp phải lấy bản mệnh pháp bảo có dạng bông hồng ra mới có thể vượt qua được linh lực trong cơ thể cô ta bị hao tổn nghiêm trọng sắc mặt thêm nhợt nhạt tuy nhiên ánh mắt của cô ta thỉnh thoảng lại nhìn vương lâm tỏ vẻ đề phòng suốt dọc đường vương lâm cảm thấy kinh hãi bởi nếu như chỉ có một mình thì hắn không thể đi được đoạn đường xa như vậy đặc biệt là làn xương màu tím kia. Mới chạm vào chút khí còn dư lại mà Vương Lâm đã cảm thấy cơ thể nhiễm lạnh rồi. Cho dù là tu sĩ hóa thần hậu kỳ tầm thường e rằng cũng gặp nhiều khó khăn ở đây. Chỉ có những người có công pháp liên quan tới băng tuyết như Hồng Điệp mới có thể bình yên vượt qua. Sất hổ hồ để Hồng Điệp gia nhập hiển nhiên là đã có tính toán từ trước. Thời gian chậm chậm trôi đi. Làn xương màu xanh cuối cùng cũng tiêu tan. Khi ba người tới cạnh bờ sông băng, Hồng Điệp không chút thay đổi trên sắc mặt, lạnh lùng nói. Những việc cần làm ta đã làm xong rồi. Những việc còn lại ta sẽ không động thủ nữa. Sất hổ cười ha ha, nắm hai tay lại và nói. Những việc còn lại cứ để chúng ta lo liệu. Mấy ngày qua linh lực ngươi đã hao tổn quá nhiều rồi, cần phải nghỉ ngơi. Hắn đứng giữa hai người. Vừa nói hắn vừa đánh ánh mắt về phía vương lâm. Vương lâm mỉm cười. Nếu như không có sất hổ ở đây, chưa biết chừng hắn sẽ ra tay. Nhưng hành vi của sất hổ cho thấy nếu như hắn ra tay thì sất hổ chắc chắn sẽ ngăn cản. Ngoài ra, Vương Lâm căn bản là không tin Hồng Điệp có thể suy yếu đến mức như vậy. Chỉ sợ cô ta cố ý để lộ ra tình trạng này, để khiến mình ra tay mà thôi. Hơn nữa, cho dù linh lực thực sự bị tiêu hao, cô ta nhất định có đan dược để bồi bổ. Với tâm cơ của Vương Lâm, chẳng lẽ hắn lại bị con nhãi này lừa gạt. Sất hổ vỗ nhẹ vào túi chữ vật, từ trong đó bay ra một đạo thanh quang. Đạo thanh quang vừa xuất hiện, lập tức to ra, hóa thành một cái la bàn cực lớn, bay trong khoảng hư vô đen kịt đằng trước cách khoảng 10 trượng. Cự ma tộc chí bảo, tinh bàn. Ánh mắt hồng điệp chăm chú nhìn la bàn, lạnh giọng nói. Ánh mắt vương lâm chớp động, nhìn về la bàn. Trên la bàn có khắc rất nhiều hình thù phức tạp, huyền bí. Vương lâm nhìn qua, bèn có cảm giác như toàn bộ thần thức của mình bị hút vào đó. Hắn giật mình thu thần thức lại. Trong ký ức tại cổ thần ổ ti, cũng có miêu tả về tinh la bàn. Thậm chí còn có phương pháp để chế tạo nó chỉ có điều là có rất nhiều nguyên vật liệu đã tuyệt tích nếu như là tinh la bàn thật sự thì với tu vi của tại hạ hoàn toàn không thể sử dụng được vật này là ngụy tinh la bàn mà thôi so với tinh la bàn thật sự thì công hiệu kém hơn rất nhiều sắt hổ cười nói hồng điệp nhìn la bàn rồi gật đầu hồng điệp phía đầu tây của la bàn có quần sáng bảo vệ ngươi có thể ngồi ở đó để khôi phục tu vi trong hành trình hư vô này tôi đảm bảo sẽ không có ai quấy giày cô sắt hổ nói rồi mỉm cười nhìn vương lâm Hồng Điệp cũng không nói một lời, đi về phía tây ngồi khoanh chân ở đó, lập tức có một quầng sáng màu xanh bao xung quanh nàng. Tăng Huynh, ở phía đông còn cần Huynh chấn giữ. Trong thế giới hư vô này có rất nhiều dị vật mà chúng ta chưa thể biết được, vẫn còn cần luyện hồn của Huynh đi lại quan sát để tiện thông báo cho ta còn kịp thay đổi phương hướng. Ở trong thế giới hư vô này, đừng tùy tiện tán phát thần thức, nếu không lại tự chuốc lấy tai họa đó. Đây là lời dặn dò của tập tổ của tộc ta năm đó. Sất hổ nói xong, thân mình liền lao về phía trước đáp xuống giữa la bàn khoanh chân ngồi ở đó. Vương Lâm trầm ngâm hồi lâu, bay về phía đông ngồi xuống. Sắt hổ huynh la bàn này nếu có năm người thì tốt nhất. Vương Lâm nhìn hai phía nam, bắc nói: "Đúng vậy, nếu như có thêm hai người nữa thì có thể đảm bảo hành trình này sẽ không gặp trở ngại nào. Nhưng những bảo bối kia thì không đủ để chia cho năm người." Sắt hổ cười nói, sau đó hít một hơi thật sâu. Hai tay vừa động, ấn lên la bàn, miệng nói: "Tằng huynh" trong thế giới hư vô nếu như la bàn bị vỡ nát ba người chúng ta sẽ không thể sống sót được điều này rất quan trọng hy vọng tằng huynh hãy tận lực ta dốc toàn lực để điều khiển la bàn này không tiện ứng phó tất cả trông cậy vào huynh đó vương lâm gật đầu cầm cấm phiên trong tay lập tức khói đen bao bọc lấy toàn thân nếu như trong lúc hắn thi triển pháp thuật mà Sất hồ hoặc hồng điệp ra tay với hắn thì cấm phiên này cũng cản trở được một hai phần để hắn có thời gian phản kích sự phòng bị vào bất cứ lúc nào cũng cần thiết ánh mắt sắt hổ chớp động nhưng không thèm để ý ngược lại hắn cảm thấy đó là điều đương nhiên nếu như là hắn hắn cũng sẽ làm như vậy hắn nhắm hai mắt lại linh lực vừa phun ra la bàn lập tức chuyển động trong chớp mắt đã đi được mấy nghìn trượng đây không phải là thuấn di mà là sử dụng tốc độ cực nhanh mà lướt đi trong khoảnh khắc sắt hổ khởi động tinh la bàn một luồng lực kỳ dị bao lấy la bàn dưới tác dụng của luồng lực kỳ dị này vương lâm lập tức cảm thấy thần thức của mình dường như đã dung hợp vào trong đó không chỉ có hắn mà thần thức của Hồng Điệp và Sắt Hổ cũng ở trong đó. Thần thức của ba người đều có ở trong luồng lực kỳ dị. Hồng Điệp, Tăng Huynh, hai người không phải kinh hãi. Lực lượng bình thường của La Bàn khi đi trong thế giới hư vô, ba chúng ta không thể nói chuyện được. Ở đây chỉ có thể sử dụng thần thức mà giao tiếp thôi. Từ trong thần thức của Sắt Hổ truyền tới một đạo thần niệm. Tăng Huynh, đây là tinh đồ, sau khi Huynh ghi nhớ lại thì cho luyện hồn tàn ra. Nếu như thấy có gì lạ thường thì hãy nhanh chóng thông báo cho ta. Một bức địa đồ được tạo thành từ rất nhiều điểm xuất hiện trong luồng lực kỳ dị. Vương Lâm lập tức phát hiện ra nó. Hắn không nói một lời tay phải ấn lên mi tâm. Lập tức một phần ba du hồn từ trong mi tâm phóng ra, bay xung quanh thăm dò tình hình bên ngoài. Tinh la bàn này quả nhiên thần kỳ. Đây là pháp bảo cần có để đi lạ ở trong tinh không. Sau này nếu như có cơ hội, nhất định sẽ tìm một chiếc. Chỉ đáng tiếc là ta có cách chế tạo nhưng lại không có nguyên vật liệu. Nếu tự mình luyện được một cái thì tốt biết bao. Vương Lâm cảm thấy rất hứng thú với tinh la bàn. Tốc độ của la bàn này vượt quá sức tưởng tượng, trong nháy mắt đã không thấy tung tích đâu nữa. Nó như biến mất trong thế giới hư vô. Bay xung quanh la bàn là hàng nghìn du hồn. Đối với chúng mà nói thì di chuyển trong thế giới hư vô chẳng khác nào như cá gặp nước vậy, từ từ tản ra. Thần thức Vương Lâm không hề tản khai, nhưng do hắn có một mối liên hệ với những du hồn, nên không lâu sau nét mặt Vương Lâm bỗng nhiên biến sắc phía trước 10 dặm có gì đó khác thường. Vương Lâm lập tức truyền đi một đạo thần niệm. ở phía trước la bàn có một sinh vật rất lớn đang từ từ lay động. nó giống như một con bạch tuộc khổng lồ, có vô số xúc tu vung vẩy xung quanh cơ thể. có một du hồn vừa mới tiến lại gần liền bị một cái xúc tu đập trúng rồi tiêu tan trong khoảng không. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, dùng thần niệm truyền đạt cảnh tượng vừa diễn ra. Sất hổ không nói một lời, lập tức khống chế la bàn thay đổi phương hướng ránh sang một bên. Khi đi qua nó, có một xúc tu quét ngang qua ngay bên cạnh. Ầm. La bàn bị va chạm rung lên bần bật, lao mạnh về phía bắc. Vương Lâm chỉ cảm nhận được một luồng lực rất mạnh truyền tới, lục phủ ngũ tạng dường như bị giáng một đòn rất mạnh. Máu tươi trào lên đến cổ nhưng bị hắn nuốt lại. La bàn quay tròn, trong chớp mắt liền bay đi rất xa. Sắc mặt rất hổ đỏ ửng, máu tuôn ra khóe miệng. Hai mắt hắn đỏ ngầu, hét lớn một tiếng. Một lúc lâu sau, hắn mới dần ổn định được la bàn toàn thân hắn như không còn chút sức lực nào, thở dốc lấy từ trong túi chữ vật một viên đan dược rồi nuốt. Hồng Điệp cũng có phần hoang mang, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Cũng không biết là bao lâu sau, sất hổ mới thở vào nhẹ nhõm. Hắn truyền ra một đạo thần niệm, cũng may là Tàng Huynh phát hiện sớm. Nếu không, e rằng ba người chúng ta đã ôm hận ở nơi đây rồi. Đó là vật quỷ quái gì vậy? Hồng Điệp hỏi, vật này ta cũng không biết. Thực lực của đám sinh vật sống trong hư vô tiên giới, chúng ta không thể tưởng tượng được. vừa rồi mới chỉ là một cái xúc tu của nó động nhẹ một chút thôi mà chúng ta đã suýt bỏ mạng ở nơi đây rồi. sắt hổ nói mà trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi. nó có tên là hư. vương lâm tử tốn nói. tàng huynh cũng biết sinh vật này sao? sắt hổ kinh ngạc hỏi. hư thuộc loại sinh vật tiểu phá diệt. nó nuốt đại địa mà sinh, thổ âm khí mà sống. thời kỳ thượng cổ, các tu sĩ khi gặp phải nó cũng phải cần tới hàng chục người hợp chiến mới có thể thắng được. vương lâm nói trong ký ức của cổ thần đồ ti có miêu tả về sinh vật này trên cơ thể nó có ba loại bảo vật thứ nhất xúc thu là nguyên liệu luyện khí cao cấp thứ hai là bộ não nếu nuốt được nó có thể gia tăng thọ nguyên thứ ba là nội đan đây là vật tự mình bồi dưỡng hiếm có trong trời đất nếu nuốt được nó có thể tăng thêm vạn cân cự lực bộ tộc cổ thần rất thích lại sinh vật này suy cho cùng thì sức mạnh mà họ tu luyện chính là nhục thân những thông tin này vương lâm không hề nói Tăng Huynh đúng là người có học thức sâu rộng. Tại hạ bái phục. Sất hổ nói. Ai biết đó là thật hay giả? Chẳng qua chỉ là nói bừa một cái tên mà thôi. Hồng Điệp hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói. Vương Lâm bình thản nói. Ngu ngốc! Ngươi! Ánh mắt Hồng Điệp chớp động. Sất hổ đau đầu đang định mở miệng thì Vương Lâm đã nói sinh vật này bình thường nó thu các xúc tu lại chỉ khi săn mồi mới mở ra hồ huynh mau bay về phía bắc khi sinh vật này săn mồi nó phóng ra một loại màu đỏ đấy không phải là thứ mà chúng ta có thể chống cự được sắt hồ ngẩn người bây giờ cứ tiếp tục đi lên hướng bắc thì sẽ hoàn toàn mất phương hướng điều đó khiến cho hắn cảm thấy do dự kỳ thực hắn cũng nghi ngờ những điều vương lâm vừa nói chỉ có điều là hắn không thể nói trắng ra như hồng điệp mà thôi vương lâm thầm than một tiếng đứng dậy không nói một lời đạp chân một cái lập tức lao ra khỏi la bàn cấm phiên lập tức bao lấy toàn thân nhắm hướng bắc bay đi tăng huynh sất hổ cả kinh hắn đi cũng tốt ta không tin hắn thực sự biết về sinh vật đó hồng điệp lạnh lùng nói sất hổ nhíu mày vì tìm một chút đảm bảo hắn cắn răng mạo hiểm tản khai thần thức bay về hướng nam không lâu sau hắn biến sắc khi nhìn thấy ở đằng xa có một luồng khí màu đỏ đang nhanh chóng tản khai tấn công tới sất hổ kinh ngạc hoảng hốt không nói một lời khống chế la bàn rồi nhanh chóng bay về phía bắc hồng điệp cũng ngẩn ra thần thức vừa quét qua khuôn liền méo sạch rất khó coi sau khi vương lâm rời khỏi la bàn nhanh chóng bay về phía bắc tuy hắn không biết uy lực của luồng khí đó nhưng trong ký ức cổ thần đồ ti thì có ghi chép rất rõ ràng về nó vì vậy không một chút do dự hắn đã rời khỏi la bàn một mình bay đi sắc mặt rất hổ trầm xuống khống chế la bàn nhanh chóng bay đi nhưng luồng khí đó cực kỳ khủng khiếp dường như trong chớp mắt đã bay tới trong khoảnh khắc chạm phải luồng khí một góc la bàn đã biến mất một cách dị thường dường như bị ăn tươi nốt sống vậy la bàn lắc mạnh khiến cho sắt hổ phun ra một ngụm máu tươi thậm chí sắc mặt hồng điệp cũng phải đỏ ửng lên hồng điệp ra tay đi ta đã dồn toàn lực vào việc khống chế la bàn không có cách nào để sử dụng pháp thuật chống cự được sắt hổ nói chán vã mồ hôi hột trong lòng vô cùng hối hận lẽ ra phải nghe lời tăng ngưu khuyên can nếu không với tốc độ của La Bàn thì bây giờ đã không lâm vào hoàn cảnh khốn khó này. Hồng Điệp không nói một lời, điểm lên mi tâm. Đóa hoa hồng lại xuất hiện. Tay phải nàng nhanh chóng ngắt xuống hai cánh hoa phóng vào luồng khí màu đỏ. Bình, bình hai tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Làn khí màu đỏ lập tức dừng lại rồi nổ tung ra bốn phía. Hồng Điệp phun ra một ngụm máu tươi. Nhân lúc làn khí đang ngừng lại, hai mắt sắt hổ đỏ ngầu, điên cuồng khống chế La Bàn, vội vã xông ra ngoài chỉ có điều là vẫn chưa hết nguy hiểm. Luồng khí màu đỏ bị cánh hoa hồng đánh chúng bị thủng một lỗ. Nhưng bây giờ cái lỗ thủng lại như một cái miệng đang mở to bay rất nhanh về phía la bàn. ầm, cái miệng lớn khép lại, la bàn lại một nữa rung lên, trên bề mặt đã xuất hiện những vết nứt. Sắt hổ dường như muốn buông xuôi, mặt hồng điệp tái nhợt. ầm, lại một lần nữa nuốt vào. Lần này chỉ còn cách một chút nữa mà thôi. Hồng điệp cắn môi, ngắt xuống một cái nhị hoa hồng, phóng về luồng khí lãng. Bình 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 âm thanh kinh hoàng phát ra khiến ở đằng xa vương lâm cũng nghe thấy rất rõ hắn cười lạnh tốc độ càng nhanh hơn trước cái miệng lớn do làn khí tạo ra đã bị tiêu tan cuối cùng la bàn cũng bay được ra ngoài biến thành một đạo sao băng bay nhanh về phía bắc sắc mặt hồng điệp trở nên khó coi hơn bao giờ hết mất đi những cánh hoa thì nó có thể tự bổ sung được nhưng nhụy hoa chỉ có ba cái mất một cái thì khó có thể mà bù lại được vương lâm đang phi hành chợt dừng lại trong không trung Ánh mắt hắn nhìn về đằng sau. Không lâu sau thấy La Bàn chật vật chạy tới. Từ đằng xa sắt hổ nhìn thấy Vương Lâm không kìm được thương đau cười lớn. Bây giờ trong lòng hắn, Vương Lâm có tác dụng hơn là hồng điệp. Hắn hít một hơi thật sâu, La Bàn dừng lại trước Vương Lâm, cười khổ nói. Tàng huynh lên đây đã hãng nói chuyện. Vương Lâm cũng không ngần ngại, nhanh chóng đáp xuống phía đông của La Bàn, ngồi khoanh chân ở đó. La Bàn này bây giờ đã mất đi một góc. Chỉ còn lại ba góc là đông, tây tăng huynh chuyện này tại hạ đã biết sai không biết sau luồng khí màu đỏ thì sinh vật kia sẽ dở thủ đoạn gì nữa tiếp đây chúng ta phải đi đâu sất hổ có chút xấu hổ nói sắc mặt hồng điệp thật khó coi không nói một lời nếu đã tránh được làn khí thì trong một khoảng thời gian ngắn không có trở ngại lớn nào sất hổ huynh cứ theo phương hướng trong địa đồ nghĩ cách mà bay là được rồi vương lâm bình thản nói sất hổ chua sót gật đầu trong lòng thầm trách mình phải hành động nhanh hơn nữa nếu không la bàn này đã bị hư hại sợ rằng không bay được lâu mấy ngày sau sất hổ tìm được một điểm trên địa đồ sau đó la bàn căn cứ phương hướng trên địa đồ nhanh chóng bay đi suốt đoạn đường đi hồng điệp không nói một lời để mặc vương lâm dò đường sất hổ cũng không còn nghi ngờ gì về những lời mà vương lâm nói tất cả đều nghe theo hắn trong thế giới hư vô có tất cả các loài sinh vật suốt dọc đường vương lâm thu nhận được không ít kiến thức mới mẻ rất nhiều dị vật có trong ký ức của cổ thần đồ ti hắn nhìn thấy lần lượt từng con một. Dưới sự chỉ điểm của hắn, La Bàn đã tránh được hầu hết các nguy hiểm đang ẩn nấp trong thế giới hư vô. Khoảng cách tới mục tiêu đã ngày càng gần rồi. Hành trình trong thế giới hư vô này tiêu tốn rất nhiều thời gian. Những loại dị vật kia không phải ở đâu cũng gặp. Tính đến bây giờ đã được hơn 10 ngày vẫn không bắt gặp một con dị vật nguy hiểm nào. Vương Lâm khoanh chân trên la bàn thỉnh thoảng lại thảo luận với rất hổ. Nhờ đó mà cả hai bên đều thu được nhiều kết quả tốt cứ ma tộc của chúng ta vốn không phải à người của chu tước tình rất nhiều năm về trước tổ tiên di chuyển tới đây vì vậy nên một số thần thông không giống như các người. Sắt hổ cười nói vương lâm gật đầu thời gian vội vã trôi đi hôm nay vương lâm đang nhắm mắt ngồi khoanh chân điều khiển du hồn chật mở to mắt ra nhìn về phương xa nhờ có du hồn mà hắn nhìn thấy ở đằng xa có một vật đang trôi nổi lớn tới mấy trượng nhìn vật trôi nổi này dường như là một hòn đá lớn nó phát ra ánh sáng màu tím ánh kim, kim tử thạch. Vương Lâm bỗng nhiên thất kinh. Trong ký ức của cổ thần Đồ ti thì trong số những nguyên vật liệu dùng để chế tạo la bàn có một vật không thể thiếu đó là kim tử thạch. Nếu như chưa nhìn thấy la bàn chắc chắn hắn sẽ không động tâm, nhưng bây giờ ánh mắt hắn chớp động, đứng dậy, thản nhiên nói: rất hổ huynh, xin đợi một chút, tại hạ nhìn thấy một nguyên liệu để luyện khí, đợi ta lấy được rồi đi tiếp cũng chưa muộn." Nói rồi không đợi đối phương trả lời, thân mình nhất động bay về phía kim tử thạch. Năm đó khi hóa phàm cảm ngộ được thiên đạo, từng gặp được một vị tiền bối tự xưng thiên vận tử. Người này từng nói, nếu như có thể đi khỏi chu tước tinh, thì tới thiên vận tinh tìm hắn. Khi đó, hắn sẽ thu mình làm một đệ tử ký danh trong thời gian trăm năm. Tu vi của người này hiển nhiên là thông thần. Ta không thể bỏ lỡ cơ hội này. Tinh la bàn này nhất định phải có. Vương Lâm thầm nhủ. Tốc độ hắn rất nhanh, không bao lâu đã tới được chỗ kim tử thạch. Nhìn cả khối kim tử thạch, vương lâm hít một hơi sâu rồi thu vào trong túi chữ vật bấy giờ mới quay người trở về tới la bàn sắt hổ hỏi đã lấy được nguyên liệu gì vậy vương lâm cười trừ không nói lại qua hơn một tháng vương lâm luôn quan sát xung quanh nhưng tiếc là không phát hiện được bất kỳ nguyên vật liệu nào đến một hôm la bàn đang bay bỗng nhiên rung lên ầm ầm một vết nứt bỗng nhiên xuất hiện rồi nhanh chóng lan rộng ra đồng thời một luồng trở lực rất lớn cuồn cuộn xuất hiện khiến cho ba người bị văng ra khỏi la bàn nhị vị la bàn bị hao tổn nghiêm trọng không thể bay tiếp được nữa ba người chúng ta phải dựa vào pháp lực mà bay thôi may mà cũng không còn xa nữa dốc hết sức thì chỉ cần ba ngày nữa là tới sất hổ gượng cười tay phải phất nhẹ la bàn lập tức thu nhỏ lại bị hắn cầm trong tay thời gian ba ngày một thoáng đã trôi qua hôm nay từ xa vương lâm đã nhìn thấy cái lục địa nơi đây chính là tầng thứ nhất của tiên giới toái phiến trên mặt đất một chút cỏ cây cũng không có khắp nơi chỉ toàn là hang hố sâu không thấy đáy. Trên trời thì rất nhiều vết nứt, những vết nứt nối liền thành một dải rồi mất hút trong không trung. Thỉnh thoảng bắt gặp một số kiến trúc bị đổ nát. Không sai, nơi đây chính là tầng thứ nhất mà tập tổ đã miêu tả. Sau khi rất hổ tới đây ánh mắt hắn lập tức sáng lên, nói. Tiếp đó hắn cúi đầu xuống lầm nhầm tính toán. Thần thức của hắn tản ra, dường như đang tìm một vị trí nào đó. Vương Lâm nhíu mày, quan sát xung quanh, bỗng nhiên nói sắt hổ huynh vị trí đánh dấu trong ngọc giản chính là vị trí của các tầng vỡ đẻ lên nhau không biết đó là tầng thứ mấy hồng điệp mấy ngày qua không nói một lời lúc này cũng hừ nhẹ một tiếng phí lời hiển nhiên là tầng thứ hai rồi tiên giới nơi đây có thể xuất hiện hai tầng toái phiến đã là khó khăn lắm rồi ánh mắt vương lâm hơi sững lại lạnh lùng nói ngu ngốc lại bị chửi là ngu ngốc ánh mắt hồng điệp nổi lên sát khí đằng đằng nhìn vương lâm chằm chằm sắt hổ ngẩng đầu lên vội vàng nói tầng huynh chính xác là tầng thứ hai đó nhưng theo như phán đoán của tập tổ tộc ta cũng có thể còn có tầng thứ ba ở dưới đó hồng điệp ngẩn ra ánh mắt lóe lên trầm ngâm không nói thần sắc vương lâm bất động hắn cảm thấy có chút không đúng trước đó dường như hắn đã phát hiện được có ai đó đang theo dõi mình cảm giác này cực kỳ là kỳ diệu hoàn toàn không có liên quan tới tu vi mà cảm giác đối với nguy hiểm có được là do nhiều năm giết chóc hình thành nên tìm được rồi đi theo ta Hồi lâu, thân mình rất hổ vừa động liền bay về phía trước. Rất nhanh ba người đáp xuống một vị trí ở phía đông bắc. Chính là chỗ này. Năm đó tập tổ lưu lại dấu hoa mai tại đây. Hơn nữa còn ghi lại cách thức tính toán để tìm rất rõ ràng. Đúng rồi. Vẻ mặt rất hổ lộ vẻ vui sướng, đáp xuống bên cạnh một cái hố rất sâu. Vương Lâm cúi đầu nhìn xung quanh cái hố. Quả nhiên có dấu hiệu của hoa mai. Sất hổ nhảy một cái vào giữa cái hố rồi nhìn Vương Lâm đang theo ngay đằng sau thần thức vương lâm đảo qua dò xét cái hố sâu không thấy đáy trầm ngâm một lát rồi nhảy vào bên trong không lâu sau khi ba người tiến vào người trung niên cầm hồ lô cũng tới bên cạnh cái hố đó người này uống một ngụm rượu tay lắc một cái liền xuất hiện một tòa bảo tháp một cái thi thể của một nữ tử áo trắng bay ra rồi được người đó ôm lấy hắn nhìn thi thể rồi lắc đầu tự nói với mình đình nhi e rằng bọn tiểu bối này đã tốn công vô ích tiên ngọc quan tài đã sớm bị ta biến thành bảo tháp thật tiếc tiên ngọc quan tài trong mấy nghìn năm qua đã bị nàng hấp thụ không ít rồi nàng yên tâm ta sẽ đi tìm nhiều tiên bảo hơn nữa có lẽ tầng thứ ba sẽ có tiên bảo nói xong hắn hôn nhẹ lên mi tâm của thi thể đúng lúc đó thần sắc hắn bỗng nhiên thay đổi hai tay vung lên thi thể và bảo tháp đột nhiên biến mất sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn trời chỉ nhìn thấy trong không trong phát ra một tiếng nổ một người bước ra từ trong những kẽ nứt người này tóc trắng xóa da mặt nhăn nheo nhưng tốc độ rất nhanh trong nháy mắt đã bước ra khỏi những kẽ nứt. Khốn kiếp, cái nơi đáng chết này làm lão phu tìm hết hơi. Dường như ta đã lật tung từng tầng một rồi, mà vẫn chưa phát hiện được thi thể tiên nhân nào cả. Trong khi hắn thở dài, rồi đáp từ trên trời xuống, liền nhìn thấy người trung niên, không nhịn được cười nói. Xin chào, xin chào. Người trung niên trao mày. Trong số những người đến từ Chu Tước Tinh chỉ có lão đầu này là khiến hắn kiêng nể nhất. Hắn có thể nhìn ra được là lão ta có tu vi giống mình đều là anh biến trung kỳ nhưng với kinh nghiệm bao năm hắn chưa từng gặp người này tu sĩ anh biến kỳ ở chú thước tinh không nhiều nên người trung niên tự tin rằng mình biết hết tất cả hắn nhìn lão đầu này không nói một lời quay người nhảy vào động sâu á à, thật là không lễ phép chút nào lão đầu sờ sờ cái mũi nhìn người trung niên nhảy xuống cái hố sâu đang định rời khỏi bỗng nhiên cái mũi của ông ta dựng đứng lên hít hít xung quanh a à, tử khí không sai là tử khí mùi vị của tiên nhân thi thể chắc chắn là ta không ngửi nhầm rồi. Đúng là nữ thi. Hà hà, nữ thi càng tốt, càng tốt. Hai mắt lão đầu sáng lên, nhìn xung quanh. Bất chợt, lão nhìn chằm chằm về phía người trung niên nhảy vào trong động, thân mình chợt lóe rồi cũng nhanh chóng nhảy vào. Như thế này có thể hoàn thành nhiệm vụ của tông chủ, có thể rời khỏi nơi chết tiệt này để về chu thức tinh rồi. Tông chủ kể cũng lạ. Trong thi âm tông chúng ta thứ gì mà không có? Vì sao nhất quyết phải cần thi thể tiên nhân? cũng không biết người ở tinh cầu nào lại có khẩu vị đặc biệt như vậy. Vẻ mặt lão đầu tỏ ra vui mừng, trong lòng thầm nhủ, ba người Vương Lâm bay rất nhanh, sau khi tiến vào trong động không ngừng rơi xuống, cũng không biết là đã qua bao lâu mà vẫn chưa xuống tới đáy. Càng xuống sâu một luồng trở lực từ dưới tuôn lên, càng ngày càng mạnh. Chính là chỗ này, sau khi chúng ta xuống thì có thể tiến vào nơi mà Ngọc Giản để lại dấu vết. Chỉ có điều ở đó có một số cấm chế, nhưng với sức lực của ba chúng ta, chỉ cần vài ngày là có thể mở được trong giọng nói của sất hổ lộ vẻ vui mừng ba người càng xuống dưới trở lực càng lớn lúc này trở lực đã đạt đến một mức độ nhất định vì thế mà tốc độ đã giảm đi hồi lâu trở lực càng lớn vương lâm hít sâu một hơi linh lực vận chuyển toàn thân chống cự lại trở lực hắn âm thầm tính toán thì dường như đã xuống được hơn vạn trượng nhưng không ngờ vẫn chưa thấy đáy thần thức thăm dò phía dưới ở đó lại có một thứ lực lượng thần kỳ khiến thần thức chỉ có thể thăm dò trong hơn nghìn trượng Vương Lâm nhìn Hồng Điệp. Trên người cô ta tản phát ra từng trận ánh sáng màu xanh, vẻ mặt không chút thay đổi. Về phần sắt hổ ở ấn đường sáng lên dấu tích một cái dìu. Mỗi lần nó sáng lên thì những trở lực ở bên ngoài cơ thể lại giảm đi một phần. Thực sự là kỳ diệu. Thời gian chậm chậm trôi đi, không biết bao lâu, sắt hổ đi đằng trước bỗng nhiên hét lên đầy kinh ngạc, đến nơi rồi. Tinh thần Vương Lâm chấn động, chống cự lại áp lực. Tay hắn vỗ nhẹ vào túi chữ vật, lấy ra cấm phiên, nhanh chóng xông về phía trước cả ba người gần như đồng thời xông ra đáy động. Trong khoảnh đó, một luồng ánh sáng trước mặt Vương Lâm lóe lên, giống như những có hàng vạn mũi nhọn đâm vào mắt vậy. Cấm phiên trong tay hắn rung lên lập tức bao lấy toàn thân, khiến cho hai mắt không còn bị đau nữa. Liếc mắt một cái, sắc mặt hắn thay đổi. Nơi này không lớn, chỉ rộng khoảng trăm trượng. Ở giữa đích thực là có một uông đàm thủy. Chỉ là, trên đàm thủy hoàn toàn không có ngọc quan tài, càng không cần phải nói đến dấu ấn của ngọc giản và ba thanh tiên kiếm trên quan tài còn về linh thảo cũng không hề có lấy một chút ngoài việc không có bảo bối nơi đây cũng giống như những gì ghi chép trong ngọc giản vậy sất hổ thẫn thờ nhìn cảnh tượng trước mắt đầu óc trống rỗng khiến cho cả tinh la bàn bị hư hại cuối cùng mới đến được nơi đây nhưng hắn không thể ngờ được kết cục lại như vậy hồng điệp cười lạnh kèm theo sự phẫn nộ nói sất hổ đây chính là nơi mà ngươi nói sao ta đã phải dùng tới cả nhụy hoa để vào một cái nơi như thế này sao? Hôm nay nếu như ngươi không trả lời ta, ta quyết không bỏ qua. Vương Lâm nhìn xung quanh, không nhịn được cười khổ. Hắn không phẫn nộ như Hồng Điệp, rút cục thì suốt đường đi hắn không bị tổn thất gì ngược lại lại lấy được một miếng kim tử thạch, tính ra thì cũng được lời rồi. Nghĩ tới đây, thân người hắn bay về phía trước, tìm kỹ xung quanh. Ánh mắt Hồng Điệp lộ rõ vẻ, phẫn nộ, cũng nhanh chóng tìm xung quanh hy vọng có thể tìm được một chút bảo bối gì đó sắt hổ thẫn thờ nhìn cảnh tượng trước mắt, miệng lầm bẩm Tại sao lại có thể như vậy được, không thể nào, lẽ nào có người đã đến đây sau khi tập tổ phát hiện ra nơi này rồi lấy đi bảo bối hay sao? Không sai chính là như vậy rồi. Hắn chuột xót lắc đầu, nói với Vương Lâm và Hồng Điệp đang cố gắng tìm kiếm xung quanh. Hai vị, việc này là do tại hạ hồ đồ rồi, ta cũng không ngờ được sự việc lại như vậy. Hồng Điệp dường như muốn nổi cơn thịnh nộ. Nàng quay đầu lại nhìn chằm chằm sất hổ nói rành giọt từng tiếng một câu hồ đồ thì có thể bù đắp được tổn thất cái nhụy hoa của ta hay sao? Sất hổ ta thấy ngươi đã sớm biết chuyện là như vậy rồi. E rằng dọc đường ngươi cố ý mượn sức lực của ta để đến đây là có mục đích riêng. Hôm nay ngươi không nói rõ ràng, đừng trách hồng điệp ta quên tình nghĩa bao năm nay đó. Vương Lâm vẫn thản nhiên như không, cẩn thận tìm kiếm hết một lượt nhưng đáng tiếc là chẳng thu hoạch được gì. Cuối cùng ánh mắt hắn nhìn về phía đàm thủy, cẩn thận nhìn một lượt. Đàm thủy có một màu đen kịt, sâu không thấy đáy. Sắt hổ nghe Hồng Điệp nói như vậy vẻ mặt liền thay đổi rất khó coi, nhưng cố gắng nén xuống, trầm giọng nói. Hồng Điệp chuyện này sau khi về chu tước tinh ta sẽ tính với người. Nhưng người nói ta có mục đích khác thì hoàn toàn không có chuyện đó. Sắt hổ ta thân là một tiểu tộc trưởng của cự ma tộc tuy không thể nói là cao quý như ngươi, nhưng cũng là một nam nhi nhất ngôn cửu đỉnh. Hồng Điệp cười lạnh, đang định nói gì đấy. Đúng lúc đó, Vương Lâm bỗng nhiên nói. Sắt hổ, nơi này vẫn còn tầng thứ ba à. Sắt hổ ngẩn người ra, hai mắt lập tức sáng lên, nói, tăng ngưu huynh đệ, tập tổ tộc ta đã từng phân tích, đây có lẽ có tầng thứ ba. Tập tổ, tập tổ ngươi còn nói ở tầng thứ hai này có bảo bối cơ mà. Hồng Điệp giọng đầy châm biếm nói, ánh mắt sắt hổ trầm xuống, nhìn Hồng Điệp một lúc lâu. Sau đó hắn mới hít một hơi thật sâu, quay người đi về phía vương lâm, ánh mắt hắn nhìn về phía thủy đàm. Nếu như thực sự có tầng thứ ba, thì đây chính là cửa vào. Vương Lâm chậm rãi nói. Hồng Điệp hừ nhẹ một tiếng, thân mình tiến về phía trước, đến bên cạnh nhìn vào đàm thủy. Đúng lúc đó, bỗng nhiên ở thông đạo phía trên có một người bay xuống. Vừa xuất hiện, người đó lập tức đáp xuống phía trước, trong khi Vương Lâm vẫn còn thấy hoa mắt thì người đó đã đứng phía trên thủy đàm. Một luồng lực lớn từ trong cơ thể người đó phát tán ra, khiến sắc mặt rất hổ tái mét. Miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân mình lập tức bị đẩy lùi về phía sau. Còn Hồng Điệp thì bị quát lên một tiếng buộc phải lùi lại phía sau, vẻ mặt lộ rõ vẻ kinh hãi vương lâm vẫn luôn cảnh giác hắn đã sớm biết rằng có người theo dõi đằng sau bây giờ trong khoảnh khắc dối phương xuất hiện nơi đây liền lập tức lui về phía sau tuy cũng bị lực của đối phương ảnh hưởng tới nhưng không bị thương chỉ là sắc mặt trở nên đỏ lên lui lại cách hơn mấy trượng a à, người này nhìn vương lâm rồi cầm hồ lô trong tay uống một ngụm ngũ hành tông chu giật sất hổ nói người trung niên mỉm cười nói tiểu tử của cự ma tộc người biết ta sao hồng điệp nghe tên chu giật lập tức biến sắc mặt ánh mắt lộ ra sự ghê tởm sâu đậm Sắt hổ vội vàng cung kính nói vãn bối sất hổ cự ma tộc bái kiến tiền bối danh tiếng của tiền bối từ nhỏ đã như sấm dậy bên tai tiểu bối rồi bản thân hắn là tiểu tộc trưởng của cự ma tộc từ nhỏ đã được giáo dục chu đáo phàm là những bức tranh về tu sĩ anh biến kỳ trên chu thước tinh hắn đều nhìn qua rồi bây giờ nhìn thấy cái hồ lô đỏ liền nhận ra ngay đối phương đặc biệt là chu giật này có sở thích rất là kỳ dị sở thích này sau này được kiểm nghiệm là thật mà đối với cái sở thích kỳ dị đó thì rất hổ hiển nhiên có ấn tượng rất sâu sắc người trung niên mỉm cười ánh mắt liếc nhìn hồng điệp rồi cuối cùng nhìn vương lâm tiểu tử phản ứng thật nhanh nhạy dọc đường có lẽ đã sớm phát hiện ra rồi hay sao thần sắc vương lâm không thay đổi cung kính nói vãn bối chỉ là cảm nhận được thôi hoàn toàn không thể khẳng định lời nói của hai người lọt vào tai của sất hổ và hồng điệp khiến sắc mặt họ trở nên có vẻ kỳ quái quan tài ngọc thạch nơi đây đã bị ta lấy đi rồi. Ba người các ngươi nên quay về đi. Người trung niên nói. Sất hổ cười đau khổ, vội vàng dạ vâng một tiếng. Ánh mắt hồng điệp lóe lên hướng về thủy đàm không nói một lời. Nét mặt người trung niên lộ vẻ giống như cười vậy, nói. Nơi này thực sự là có tầng thứ ba, nếu như không sợ chết thì cứ thử một lần. Cửa vào chính là thủy đàm đó. Đúng lúc đó, từ cửa động phía trên phát ra những âm thanh phá không. Trong nháy mắt một bóng người đáp xuống ha ha, náo nhiệt quá nhỉ. Bóng người đó dừng lại trên không trung, chính là lão đầu tóc trắng như cước kia. Ánh mắt người trung niên lập tức trầm xuống, nhìn chằm chằm lão đầu, nói. Các hạ cũng theo tới đây có ý đồ gì vậy? Lão đầu cười ha ha, nói. Ý đồ thì không có, chỉ là có chút hứng thú với tầng thứ ba ở đây mà thôi. Sao? Không để ta vào đó à? Người trung niên hừ lạnh một tiếng, trầm ngâm một chút, không nói một lời bước một bước. Bình! thân mình lao xuống thủy đàm lập tức đàm thủy mở ra để lộ một cái động ở dưới đáy thân mình người trung niên khẽ động như một tia chớp chui vào bên trong ánh mắt lão đầu chớp động theo sát ngay sau hồng điệp cắn rằng lần này nàng đã bị tổn thất lớn nếu như không thu được gì thì thực sự là không cam lòng nên cũng chui vào trong động cho dù là long đàm hổ huyệt thì nàng nhất định cũng chui vào Sắt hổ nhìn vương lâm cười khổ tăng huynh ngươi cũng muốn thăm dò một chuyến hay là rời khỏi đây thần sắc vương lâm như thường hắn không trả lời mà là hỏi ngược lại sất hổ huynh chu giật là ai vậy vẻ mặt sất hổ trở nên cổ quái do dự hồi lâu không mở miệng mà dùng truyền âm nói tăng huynh người này chính là lão quái anh biến mà ở chu thước tinh chúng ta tu vi cao siêu không thể biết hết được hơn nữa người này lại có một sở thích đặc biệt đó là thích thi thể thích thi thể vương lâm ngẩn ra đừng nói to như vậy hắn ta mà nghe thấy thì chỉ có con đường chết mà thôi Sất hổ vội vàng nói, sau đó nắm nắm đấm lại nói tiếp. Tàng huynh muốn đi xem, chi bằng đi chung đi. Vương Lâm trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Hai người người trước kẻ sau bay vào trong động dưới thủy đàm. Động trong thủy đàm này cũng không sâu, thân ảnh hai người lại rất nhanh nên không lâu sau đã chui qua đó. Khi xuất hiện thì trước mặt là một thế giới như là thủy tinh vậy. Khắp nơi này đều là những thủy tinh màu trắng nhọn hoắt như những mũi kiếm, phun ra từng đợt khí tiên giới, từ những cột thủy tinh tán phát ra mịt mù xung quanh ở đằng xa hồng điệp cầm một cái hồ lô trong tay đang vội vã thu thập tiên khí vẻ mặt rất hổ lộ rõ sự vui mừng không nói một lời vỗ vào túi chữ vật từ trong đó lấy ra một cái túi vải màu xanh nó rung lên rồi hấp thụ một lượng lớn tiên khí cùng với đó thân mình hắn hạ xuống vỗ vào một cây cột thủy tinh nhưng lại nghe thấy một âm thanh giống như là âm thanh của kim loại phát ra thủy tinh không hề lay chuyển ánh mắt vương lâm lóe lên cũng lấy một miếng hấp linh mộc bắt đầu hấp thu tiên khí ở xung quanh ba người lúc này không nói một lời nào dốc hết sức để hấp thu tiên khí tẩy linh chi mộc của vương lâm hiển nhiên không thần kỳ bằng bảo bối của bọn sắt hổ tốc độ kém hơn rõ rệt nhưng chẳng bao lâu sau bỗng nhiên từ đằng xa chuyển tới những đợt âm thanh cực lớn đó là âm thanh của người trung niên chu giật lão già ngươi đừng ép người quá đáng nơi này tiên khí nhiều như vậy ngươi không đi hấp thu mà cứ đi theo ta vậy trên người ngươi có tử khí hiển nhiên là ta muốn đi theo ngươi rồi trong khi hai người nói chuyện chỉ nhìn thấy một đạo cầu vồng một chiếc một sau bay như tên tới chỗ ba người bọn Vương Lâm, trong chớp mắt đã tới trước mặt bọn họ. Ánh mắt người trung niên lóe lên, tay phải thu lại rồi tóm về đằng sau. Lập tức một đạo lốc xoáy rất lớn xuất hiện đằng sau ông ta. Trong nháy mắt một luồng hấp lực cực lớn được phóng ra. Thủy tinh ở dưới mặt đất lập tức phát ra những tiếng kêu tanh tách, có thể nhìn thấy chúng xuất hiện những vết nứt. Ào, ào, ào một lượng lớn thủy tinh bị đứt ra rồi bay ra được hấp thụ vào trong cơn lốc. Vẻ mặt lão đầu đứng đằng sau người trung niên khẽ biến hai tay vội biến hóa pháp quyết lập tức đằng sau ông ta xuất hiện một cỗ quan tài cực lớn cỗ quan tài có một màu tím hồng lão đầu nhảy vọt một cái liền đứng lên trên cỗ quan tài đến lúc đó mới chống cự được hấp lực của cơn lốc hai người vừa thi triển pháp thuật tiên khí ở đó lập tức trở nên hỗn loạn ngự linh hà hà hóa ra ngươi là chu giật tên chu giật thích thi thể chẳng trách trên người ngươi lại sặc mùi tử khí như vậy lão đầu nhìn chằm chằm vào cơn lốc cười lớn Tiếp đó lão vỗ nhẹ vào cỗ quan tài phía dưới, lập tức quan tài phát ra những âm thanh như móng tay cọ sát vào bề mặt quan tài vậy. Âm thanh rất chói tai dường như trong đó chứa đựng một luồng lực cực kỳ lớn. Cùng với đó là một luồng hắc khí từ trong quan tài bay ra biến thành một quỷ chảo cực lớn. Quỷ chảo đen xì lóe lên rồi chộp lấy cơn lốc. Bình! Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên. Chấn động cả tầng thứ ba tiên giới. Mặt đất nhanh chóng nứt toác. Rất nhiều thủy tinh nhanh chóng biến thành cho bụi. Trên không trung những khe nứt xuất hiện dày đặc một lượng lớn tiên khí bị tiêu tán từ những chỗ nứt ra đó. Dường như trong chớp mắt tiên khí nơi đây không còn lấy một chút. Thi âm tông. Người đích thị là đại trưởng lão của thi âm tông. Nếu như hai chúng ta động thủ ở đây e rằng tầng toái phiến này sẽ vỡ tan mất. Một khi toái phiến vỡ tan với tu vi của hai người chúng ta sẽ có thể chạy thoát. Nhưng ta nói cho người biết ở đây có tổng cộng 6 tầng toái phiến chồng lên nhau. Chỉ cần một trong số đó hoàn toàn bị vỡ vụn thì những toái phiến khác cũng sẽ vỡ tan đến lúc đó cho dù là vấn đỉnh kỳ cũng không thể thoát được đâu. Sắc mặt Chu Giật âm trầm nói. Sắc mặt lão đầu biến đổi ánh mắt chớp động, thân mình bỗng nhiên biến mất trên quan tài. Sau khi xuất hiện lại đứng sau Hồng Điệp, Hồng Điệp giật mình quay đầu lại. Lão đầu cười với cô ta, trong vẻ mặt tươi cười đó kèm theo những tia âm trầm. Tiểu nha đầu, mượn ngươi một chút. Tư thất khiếu của lão đầu bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo khí, giống như là những con rắn nhỏ vậy, nhanh chóng chui vào thất khiếu của Hồng Điệp lần đầu tiên trên mặt hồng điệp lộ rõ vẻ hoảng sợ nàng biết có dãy ruộng thì cũng vô ích liền vội giơ tay phải lên trên đó có một chiếc vòng ngọc giọng gay gắt tiền bối ngươi nhận ra vật này chứ tiêu chí đệ tử hạch tâm của chu tước quốc một cái nguyên khai thái trạc ánh mắt lão đầu xứng lại lúc này những con rắn nhỏ đã chui vào thắt huyệt của hồng điệp sắc mặt cô ta biến thành màu xanh đen dãy ruộ nói tiền bối chiếc vòng này có mối liên hệ mật thiết với nguyên thần của ta nếu như ta chết nó sẽ lập tức nổ tung. Đến lúc đó toái phiến tiên giới này cũng sẽ nổ tung. Ngươi cũng không chạy thoát được đâu. Hơn nữa, cho dù ngươi có chạy thoát thì cũng không có chỗ dung thân đâu. Cái vòng này là tiêu chí đệ tử hạch tâm của Chu Tước tinh. Phạm là những người có cái vòng này một khi bị giết thì Chu Tước Quốc sẽ dùng những phương pháp đặc biệt để tìm ra hung thủ. Đến lúc đó, ngươi sẽ bị Chu Tước tinh truy sát. Lão đầu trao mày, hừ nhẹ một tiếng. Tiểu nha đầu, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi đâu. Nói xong ông ta ngẩng đầu nhìn Chu Giật, nói: "Chu Giật, ta lấy thân thể của nữ tử này chiến đấu với ngươi như vậy sẽ không vượt quá cực hạn công kích có thể. Ngươi cũng dùng một người ứng chiến đi." Sắc mặt Chu Giật âm trầm, nói: "Rút cục thì ngươi muốn gì?" Lão đầu cười lạnh đáp: "Thi thể tiên nhân trên người ngươi, ta không ngửi lầm được. Ta muốn thi thể đó." Rồng có vảy ngược động vào đó sẽ khiến nó nổi giận. Đối với Chu Giật mà nói, vảy ngược của hắn chính là nữ thi đó. Đình Nhi lại có người đến cướp ngươi đó tất cả những người muốn cướp ngươi đều phải chết 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 ánh mắt chu giật hàn lên những tia kỳ dị nhìn chăm chăm vào lão đầu tiếp đó tay phải chỉ vào sắt hổ nói ngươi lại đây sắc mặt sắt hổ trở nên rất khó coi hắn do dự hồi lâu không dám cãi lời mà chỉ thở dài bay về phía chu giật đứng bên cạnh chu giật cũng không hề biết hắn đã thi triển pháp thuật thần thông gì hắn ngồi khoanh chân trên không một đạo cầu vồng bảy sắc rất lớn xuất hiện trên đỉnh đầu hắn rồi đáp xuống thiên linh cái của sắt hổ lập tức hai mắt của sắt hổ có một sự chống cự làm phân thân của ta một lần chỉ cần nghe lời ngươi không những không chết mà còn có thể cảm ngộ được ý cảnh của ta chu giật bình thản nói sắt hổ do dự rồi không chống cự nữa rất nhanh hai mắt hắn càng ngày càng sáng lên hơi thở của toàn thân lập tức dâng lên ha ha ba tên tiểu tử này ta chọn một cơ thể tiên thiên ngũ linh Ngươi chọn một huyết mạch cự ma xa xưa. Chỉ còn lại một người tầm thường. Người này giữ lại cũng vô ích. Cút. Lão đầu cười lớn, rồi trợn mắt nhìn vương lâm. Thần sắc vương lâm như thường, lãnh đạm nhìn lão đầu, không nói một lời quay người đi thẳng. Hắn không muốn bị vạ lấy nên bây giờ có thể đi hiển nhiên không phí lời thêm nữa. Tiền, tiền bối giết hắn. Nếu như ngươi giết hắn, ta sẽ không chống cự mà tận lực giúp ngươi. Nhưng ngươi phải đảm bảo sự an toàn cho ta ánh mắt hồng điệp lộ vẻ ác độc nói. Lão đầu hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt chớp động, giơ tay phải lên trộm tới phía vương lâm. Ánh mắt vương lâm bình tĩnh, tay phải xoay vòng. Cấm phiên bị tổn hại liền ở trong tay, châm biếm nói. Hồng điệp nếu như ngươi muốn nơi này nổ tung thì cứ thử xem. Cấm phiên. Ánh mắt lão đầu sáng lên, nhìn chăm chăm vào tiểu kỳ trong tay vương lâm, lập tức hít một hơi sâu. Chỉ thiếu một cái cấm chế là sẽ đạt tới 99 tổ. Người này nói không sai, một khi đạt tới 99 tổ thì có thể dẫn động thiên kiếp. Ở tiên giới thiên kiếp chính là thiên kiếp, uy lực của nó, ở nơi này không một ai có thể sống sót, kể cả hắn cũng phải bỏ mạng. Ánh mắt lão đầu lộ rõ vẻ kiêng nể, lập tức thu tay phải lại. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, dừng lại ở bên cạnh thông đạo đi lên phía trên, nhìn nơi bốn người đang đứng đằng xa. Ta đứng ở đây muốn xem anh biến kỳ giao chiến thì như thế nào. Hai mắt hắn càng ngày càng sáng lên, cuối cùng hét lớn một tiếng thân thể hắn bỗng nhiên phát ra những tiếng lách cách rồi phình lên to gấp mấy lần. Chiều cao khoảng 3 trượng, dường như là một người khổng lồ bằng sắt vậy. Những cuộn gân xanh trên cơ thể nổi lên như những con run vậy, nhìn hắn bây giờ như một ma thần vậy. Phía sau hắn xuất hiện một hình ảnh hư ảo, hình ảnh hư ảo này dần dần ngưng thật, đây rõ ràng chính là người trung niên Chu Giật kia. Về phần bản tôn của Chu Giật lúc này đang nhắm mắt ngồi khoanh chân đằng sau. Về phần hồng điệp, vẻ mặt cô ta lúc này đã bị một màu tím đen bao trùm hoàn toàn không thể nhìn rõ diện mạo, chỉ có thể nhìn thấy hai luồng ánh sáng màu đỏ từ hai mắt phóng ra. Dây buộc tóc trên đầu cũng bị tung ra, từng lọn tóc dài mặc dù không có rõ nhưng cũng vẫn tung bay. Từng tia tử khí từ trong cơ thể tán phát ra xung quanh, phía sau cô ta cũng có một hư ảnh. Hư ảnh này hoàn toàn không phải là lão nhân kia mà là một nam tử anh tuấn uy vũ. Nhưng nếu nhìn kỹ có thể phát hiện nam tử này tướng mạo rất giống với lão đầu, hiển nhiên là dáng vóc thời niên thiếu của lão đầu lúc này thân thể ông ta được bao phủ bởi một màn xương đen bản tôn của ông ta thì đang ngồi nhắm mắt khoanh chân trên cái quan tài lớn đằng sau tuy nói thân thể người nam tử bị sương mù bao phủ nhưng mơ hồ có thể thấy một loại đồ án quỷ dị ở trên đó đồ án này miêu tả một con quái vật có sừng trên đầu trông vô cùng dữ tợn sắt hổ gào lên một tiếng thân mình bỗng nhiên chuyển động cơ thể to lớn nhưng không kém phần linh hoạt nhanh như chớp thế công điên cuồng hai tay hắn nắm lại một đạo lốc xoáy cực lớn xuất hiện từ hư ảnh ở phía sau hắn hấp lực khủng khiếp lập tức được triển khai. Hai tay nam tử anh tuấn uy vũ đằng sau hồng điệp lập tức bắt quyết, miệng niệm thần chú. Đồng thời hai tay hồng điệp cũng theo đó mà biến hóa theo pháp quyết, lập tức những đợt tử khí nhanh chóng từ thân thể cô ta được hình thành, hóa thành một cây trường cung. Trong khoảnh khắc sắt hổ gào thét sông tới, hai mắt hồng điệp lóe lên quang mang, hai tay bắt đầu kéo cung. Nhanh như chớp một luồng tử khí hóa thành mũi tên phóng về phía sắt hổ. Phanh, mặt đất rung lên ầm ầm nhưng không làm vỡ nát phạm vi lớn hiển nhiên sức tấn công của sắt hổ và hồng điệp đều dừng lại ở hóa thần hậu kỳ tuy nhiên trong lần tấn công này có ẩn chứa thiên địa pháp tắc đã hoàn toàn vượt qua hóa thần sắt hổ bị đẩy lùi hàng chục trượng phun ra một ngụm máu tươi hư ảnh do người trung niên thoáng trao mày lại hai tay bắt quyết niệm chú điều khiển sắt hổ chuyển động miệng phát ra những câu thần chú quái dị bỗng nhiên bầu trời tối sầm lại từng luồng khí kỳ dị bay ra từ những khe nứt trên bầu trời nhanh chóng ngưng tụ lại trước mặt sắt hổ trong nháy mắt một quả cầu cực lớn xuất hiện trước mặt hắn từ trong đó chuyển tới từng đợt khí tức vô tận ánh mắt vương lâm sáng lên theo dõi cảnh tượng đang diễn ra trước mắt dường như ngộ ra được điều gì đó sức mạnh thúc đẩy cả trời đất hiển nhiên là một tuyệt kỹ mượn lực ánh mắt nam tử anh tuấn uy vũ đằng sau hồng điệp sáng lên hư ảnh bỗng nhiên hóa ra những làn khói màu xanh tất cả chui vào trong thiên linh của hồng điệp từ vô thức hồng điệp lập tức phát ra những tiếng kêu thảm thiết thân thể rung lên nhưng lập tức bốn đạo linh thể màu sắc khác nhau từ trong thân hình đó phóng ra chắn ngang trước mặt cô ta a à, tại sao lại thiếu mất một thổ linh từ trong cơ thể hồng điệp truyền ra một âm thanh mộc mạc của nam tử ánh mắt vương lâm lóe lên khi nhìn thấy bốn luồng linh thể này hắn trầm ngâm không nói tứ linh chi thể sau khi xuất hiện trước hồng điệp sất hổ bỗng nhiên hét lớn trên mặt lộ rõ vẻ đau đớn chỉ nhìn thấy trên ấn đường không ngừng có đồ án hình chiếc phủ sáng lên tốc độ càng ngày càng nhanh cuối cùng thoát ra ngoài một cách mãnh liệt hợp với quả cầu to lớn trước mặt hắn. Quả cầu lập tức rung lên và chuyển động một cách kỳ dị, hình dáng thay đổi biến thành một cái khai thiên phủ. Lỗ chân lông toàn thân sắt hổ lúc này vang lên những tiếng bang bang, rồi hắn phun ra một lượng lớn máu tươi. Trông hắn lúc này trông giống như một huyết nhân vậy. Hắn nắm chặt chiếc rìu tiến một bước dài về phía hồng điệp. Ý cảnh của ta là si. Người có thể si vì tình, tất nhiên có thể cực vì ý. Si ý này có thể kinh thiên động địa. Sắt hổ, Ta mượn cơ thể ngươi lần này khiến cho ngươi cảm nhận được ý cảnh tích lũy hàng ngàn năm nay của ta. Nếu như ngươi chết thì cũng được mở rộng tầm mắt. Hư ảnh đằng sau sắt hổ từ tốn nói. Trên cơ thể sắt hổ lập tức xuất hiện một luồng ý cảnh kỳ dị. Vẻ mặt sắt hổ không còn vẻ đau đớn nữa, ngược lại lại lộ rõ vẻ hiếu chiến điên cuồng, khiến người ta nhìn thấy phải kinh hãi. Hai mắt hắn lộ rõ vẻ kiên định, ánh mắt hắn hoàn toàn không để ý tới hồng điệp mà là kiên định nhìn vào chiếc rìu trong tay. Si ý có lúc không hoàn toàn là người, mà là vật si ý của sắt hổ chính là cái diều này đạo tâm của hắn lúc này cũng là cái diều này cái diều này không vỡ thì chiến hồn không thể bị tiêu diệt sự kiên định này biến thành chiến ý cực lớn sắt hổ lúc này cầm chắc chiếc diều dường như người khổng lồ trong trời đất đang đi khai thiên tích địa vậy si ý cũng chính là chấp niệm niềm tin của chấp niệm chính là ý cảnh của chu giật thật là quái dị chấp niệm bộc phát ra khí tức làm cho người có tu vi hóa thần kỳ như sắt hổ cũng có khí thế của trảm tiên ánh mắt vương lâm lộ ra vẻ kinh ngạc Si ý này chứa đựng hàm ý chân chính. U quang trong mắt hồng điệp sáng bừng lên. Bỗng nhiên cô ta điểm vào ấn đường một đóa hoa hồng lập tức xuất hiện, chỉ có điều đóa hoa lúc này không còn màu hồng nữa, mà biến thành màu đen. Bên trên đóa hoa hồng màu đen này là hai nhụy hoa. Lúc này không hề do dự cô ta làm cho tất cả những cánh hoa bung ra. Chúng cùng với thiên địa tứ linh hợp lại là một, hình thành một cơn lốc cực kỳ hung dữ. Cùng lúc đó ở ấn đường của hồng điệp đột nhiên phóng ra một luồng khói nhẹ luồng khói này vừa xuất hiện lập tức hóa thành một nam tử anh tuấn uy vũ toàn thân hắn vừa động liền tiến vào trong cơn lốc trong những âm thanh ầm ầm kết hợp làm một với nam tử anh tuấn uy vũ trong những âm thanh ầm ầm đó bỗng nhiên hóa ra một con yêu vật có một sừng trên đầu con yêu vật này phát ra những tiếng gầm gào thân thể hồng điệp run lên sau khi nam tử anh tuấn uy vũ này rời khỏi cơ thể của cô ta cô ta không tự chủ lùi sau mấy bước hắc khí trên mặt hoàn toàn biến mất sự đáng sợ trên khuôn mặt tái nhật trong nháy mắt khôi phục lại thần trí khi một dìu của sắt hổ bổ tới tạo ra ở giữa không trung một vệt sáng dài yêu vật kia lại một lần nữa gào thét vung chảo chống lại phanh cái dìu bị yêu vật chảo đánh chúng từ đó rơi ra vô số cánh hoa màu đen ánh mắt sắt hổ vô cùng mãnh liệt hắn tiếp tục đánh xuống phanh móng vuốt của yêu vật vỡ vụn lộ ra hai chiếc nhụy hoa phanh 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 liên tiếp ba dìu đã làm cho nhụy hoa bị vỡ nát hoàn toàn kèm theo những rìu bổ xuống của sắt hổ là những tiếng kêu gào của yêu vật cùng với đó là sự vỡ nát của chiếc sừng trên đầu hóa thành những điểm sáng màu đỏ cùng với đó là yêu vật kia hóa thành hư vô lúc này lão đầu ngồi khoanh chân trên quan tài cũng phải kinh hoàng nôn ra những ngụm máu đen toàn thân bùn rủn rũ xuống xem ra không còn chút pháp lực nào thân mình sắt hổ chấn động ngẩn người nhìn tay phải không còn vật gì nữa tâm niệm của hắn chính là cái rìu khai thiên chiến ý của hắn cũng từ cái rìu đó mà sinh ra đạo tâm của hắn cũng chính là cái rìu khai thiên đó. Khi cái rìu bị tan vỡ, si ý do chu giật trợ giúp cho cơ thể hắn cũng theo đó mà tiêu tan. Hai mắt sắt hổ sáng lên nhưng lập tức kêu lên thảm thiết.